Xin chào tất cả mọi người ha. Thì mọi người ơi, hôm nay ở đầu clip á, xin cho phép mình tâm sự một chút xíu thế này ha. Mình không nói như bình thường nữa, bởi vì từ ngày hôm qua tới bây giờ mình cũng không có hiểu tại sao nữa. Thì có rất là nhiều những anh chị cô chú khán giả đã cũng có bình luận, cũng có và nhắn tin cho mình, cũng hỏi về cái vụ việc mà mới vừa rất là hot gần đây luôn á, là cái vụ mà 15 con chó ha mọi người ha, ở dưới Cà Mau đã bị thiêu hủy như vậy. Thật sự mình cũng không hiểu tại sao là mọi người lại muốn nghe cái ý kiến của mình thôi. Thì tại vì tới rất là nhiều người, tới mấy chục người hỏi lần thôi, thì mình cũng xin nói cái lời của mình ra luôn ha mọi người ha. Trước tiên khi mình cho ý kiến đó, thì mình cũng nói là trước đây thì mình cũng đã từng nuôi một, nói chung là chó thì nhà mình nuôi rất là nhiều, nhưng mà cái con chó của riêng mình á, thì trước đây thì mình cũng đã từng nuôi một con, và cái này thôi mình cũng tâm sự luôn là đó là con chó của cái người bạn gái cũ của mình. Khi mình nuôi như vậy, khi bạn gái cũ của mình chia tay thì những con chó mình vẫn còn nuôi, thành ra là đôi khi mình cũng có một cái chút tình cảm gì với một con chó đó. Rồi thì tới khi con chó đó nó vô tình nó chạy ra ngoài đường và bị không may là bị một chiếc xe tải cán và chết như vậy á, từ cái lúc đó đó mình mới nhận ra được cái sự mất mát, và mình mới mới rất là đau buồn. Vì trước đó mọi người, trước khi mà mình sở hữu con chó đó, mình nghĩ thì chó cũng là một con vật nuôi, nó cũng bình thường thôi, không có con này có con kia, chỉ là một con chó đơn giản như vậy thôi. Nhưng khi cái con chó của mình nuôi á nha, mình còn nhớ mình đặt tên con chó là con chó Na, tên là Na. Khi con chó của mình nuôi mất rồi đó, thì mình mới cảm thấy được là giữa người và thú và một con động vật, một con chó nuôi gì đó, là thật sự là nó có một cái tình cảm. Và từ lúc đó trở đi mình cảm thấy là mình yêu quý những con động vật hơn. Mình lấy ở đây mình nói về cái khía cạnh là một người yêu chó, một người yêu động vật, thì mình xin nói ý kiến về cái vụ 15 con chó đó ha. Nó rất là đáng tiếc. Thì dù gì đó thì mọi việc nó cũng đã xảy ra rồi. Đúng hay sai thì mình không phân tích được. Tại vì mình nói như thế này nè, bây giờ nè, 15 con chó kia nó mất một cái cách đau đớn như vậy. Hầu như là toàn thể những người Việt Nam, toàn quốc, thậm chí là những anh chị cô chú bên nước ngoài cũng vậy luôn, đều lên án, đều khóc thương cho 15 con chó đó. Đó là một cái hình ảnh nó rất là đẹp, mọi người đứng lên để mọi người bảo vệ cái loài chó như vậy rất là hay. Nhưng nếu mình lật lại tình huống, nếu mà 15 con chó đó nó gây ra một cái thiệt hại về những cái căn dịch bệnh cho những một cái huyện, một cái xã nào đó ở dưới Cà Mau, thì 15 con chó đó nó lại là một cái tội đồ. Thành ra cái chuyện đúng sai mình không có biết được. Cái mình đang nói ở đây là cái cách để hóa kiếp cho 15 con chó đó thì nó không có được tốt cho lắm, nó không có được hay cho lắm. Và mình đảm bảo những người mà làm những cái điều đó thì họ lại không có cái tình thương cho những người động vật. Họ hoàn toàn không sai nha, chỉ là họ hơi quá đáng. Họ đã không có hiểu được hành động của họ làm cho những cái người yêu thương động vật cảm thấy nó rất là kinh khủng khiếp. Thì thôi bây giờ mình cũng không có trách ai được, thì mình cũng rất là đồng cảm với cái việc đó. Thì mình cũng hy vọng cái clip này là mình thì cũng là một nhân vật nhỏ nhoi trong xã hội thôi, nhưng hy vọng nếu mà cô chú có nghe được cái clip này thì hy vọng là cô chú cũng ráng vượt qua đi. Thì chỉ một cái lời khuyên đơn giản thôi, là dù sao thì 15 bé chó đó cũng đã có một cái hình ảnh rất là đẹp trong mắt toàn bộ những người ở Việt Nam rồi. Trước đó thì chỉ có cô và chú thương 15 bé chó thôi, nhưng bây giờ là toàn thể những người Việt Nam khi biết tin tức này đều đã có cái tình thương đối với 15 bé chó đó. Và hy vọng cái tình thương đó sẽ làm cho 15 bé chó đó có một cái bước đệm để có thể là đi đầu thai chuyển kiếp, để trở thành, có thể là cũng là một kiếp chó vậy, nhưng mà có thể là cuộc sống nó sung túc hơn, nó sung sướng hơn, hoặc nếu mà tốt hơn nữa thì họ có thể là đầu thai là một cái kiếp người. Như vậy thì nó cũng rất là hay luôn ha mọi người ha. Mình cực kỳ hy vọng người đó, và mình biết tất cả mọi người khi biết tin tức này, nhất là những người yêu động vật, là sẽ luôn mong muốn điều đó. Rồi thì cái đó là cái ý kiến riêng của mình thôi ha mọi người ha. Và mình cũng không riêng mình đâu, cả vợ mình luôn cũng rất là đau buồn chuyện này. Thì mình hy vọng qua cái câu chuyện này rồi, đây sẽ là một cái lý do để cho nhiều người yêu động vật hơn, và những cái người canh những cái gác, những cái trực sau này đó là sẽ không có làm những cái điều nó như vậy nữa. Có thể là những bé chó khác sẽ phải không tồn tại được, nhưng hãy dùng một cái cách nào đó nó tốt hơn, hay là hãy để cho những cái người chủ quyết định cái sự mà ra đi của những cái bé chó đó. Thì nếu mà làm được như vậy thì cái chết của 15 con chó gần đây đó sẽ là một cái
cũng không có phải là quá kinh khủng, cũng không phải là quá xấu. Nó sẽ làm cho những người kia học được một cái bài học ha mọi người ha. Rồi thôi, mình đó là ý kiến của mình như vậy. Xin lỗi mọi người rất là nhiều thì hôm nay nói nhiều chuyện chút xíu ha. Tại vì mình cũng rất là bất ngờ, bởi vì không biết tại sao rất là nhiều người nhắn tin bình luận cũng có hỏi mình, yêu cầu mình nêu cái ý kiến về 15 bé chó đó. Tại vì nói gì nói thì chết mà sống và chết nó cũng một phần tâm linh. Chắc là mọi người muốn mình cho ý kiến ha. Thì đó, đó là ý kiến của mình. Hy vọng mọi người cũng đừng có chê trách ha mọi người ha. Mình chỉ có sao mình nói vậy thôi ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 695 ngày hôm qua. Thì ở tập 695 ngày hôm qua đó, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Bùi Khả Như. Còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn á, đó chính là bạn tên là Thanh Duy Phan. Cảm ơn Thanh Duy Phan rất là nhiều và cảm ơn Bùi Khả Như rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Thì để nói trước luôn, cái câu chuyện đầu tiên này đó, nó cũng không có cái gì mà nó quá mà kinh dị máu me đâu ha. Khúc sau là mới có. Nhưng cái câu chuyện đầu á, nó hay ở cái chỗ á, là khi người ta đã mất rồi mà chết do tự tử nha, nhưng mà người ta vẫn có một cái lòng vị tha nhất định. Câu chuyện này nói về những cái thực trạng của xã hội khi mà những người người ta cầm cái đồng tiền của người khác, chủ cả chủ thầu hay là tất cả những người mà giám đốc này nọ đồ đó, những người mà ác ý đó mà cũng như là không có chịu trả tiền lương cho công nhân đó, mới xảy ra một cái câu chuyện nó rất là đáng tiếc. Và câu chuyện này là cái người bác ruột của một bạn mà xin giấu tên ngày hôm qua đó, mà mình đặt tên là Vân đó ha mọi người ha, là chính là cái người bác trai luôn, bác trai ghế của bạn Vân luôn ha. Thì bác này đó thì bác ở ngoài cũng Đắk Lắk cơm tôm đồ ha mọi người ha. Thì khi mà bác làm ở đó đó là bác cũng hay đi làm kiểu như thợ hồ này nọ đồ rất là nhiều. Thì cái năm đó đó là bác có được thầu đó người ta rủ đi. Cái người thầu đó người ta thấy bác làm giỏi giang như vậy nè, thì người ta mới mở lời, người ta kêu vậy thôi mày đi xuống dưới đây với tao nè, bây giờ mày xây mấy căn nhà nhỏ lẻ này nè, đúng là tiền lương nó cũng được, nhưng mà mày xây 2-3 tháng cái gì nghỉ. Cái trời ơi, nhiều khi cả năm xây được có một căn nhà sao mà nuôi vợ nuôi con được, mày đi với tao xuống đây nè, tao thầu nguyên một cái công trình tòa nhà, kiểu như là tòa nhà này nọ đó mọi người, hay là nó xây quanh năm suốt tháng, vừa hết căn này là được căn kia, mà tiền lương nó cũng y chang vậy luôn, có nghĩa là mày làm được suốt quanh năm luôn. Thì cái người bác trai này mình cũng nghèo khổ mới đi làm chứ giàu có làm gì, thì nghe cũng hợp lý và bắt đầu mới đi theo. Thì thật sự bạn Vân mới nói là cũng không có biết rõ là cái số tiền mà người ta thiếu bác là bao nhiêu. Chỉ biết là bác làm đâu khoảng cỡ gần một năm trời rồi. Xin ứng lương cũng cho đó, mà hết tháng ứng lần 500 triệu. Mà mọi người nghĩ thử coi, bây giờ vợ chồng dù có đứa con đi, hai vợ chồng đứa con giống như mình đi, ăn xài tiết kiệm cỡ nào đi chăng nữa, 500 triệu một tháng rồi ăn sao cho đủ. Điện nước này nọ tất cả mọi thứ luôn. Đó mà cứ ứng ra là cứ ứng trả lần 500 triệu, 500 triệu suốt như vậy. Cho hết cái công trình đó đó thì cái người thầu đó họ cũng đã ôm tiền và họ cũng đã bỏ chạy luôn. Cái lúc này đó bác về là bác chính thức là cái người bác trai này là vỡ nợ. Không có cờ bạc rượu chè gì mà vỡ nợ trơn á. Cái tiền mượn để làm gì? Mượn để nuôi vợ nuôi con thôi. Tả sữa này nọ chợ búa cơm ăn hàng ngày đó là đi mượn người ta. Thì mượn người bình thường không được, xong bắt đầu đương nhiên là phải mượn tới giang hồ giang hòm này nọ đồ đó, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, mọi thứ nó rất là áp lực luôn. Nên cái người bác này mới quyết định là treo cổ tự tử. Đúng, một phần mọi người sẽ nghĩ là cái người bác này có vẻ là không có được đàn ông cho lắm hay là sao đó. Chết như vậy rồi vợ con để lại ai nuôi, nhưng họ đã mất rồi. Họ phải như thế nào thì họ mới chọn cái kết quả như vậy. Nên thôi mình không có muốn nói thêm về cái người bác này nữa. Chỉ biết là họ chết một cái cách oan ức như vậy. Cái vấn đề ở đây đó, khi mà người nhà phát hiện ra được cái người bác này mất rồi đó, là có một cái bức di thư, một cái lá thư cuối cùng để lại. Cái lá thư đó là có hai đoạn nha, nó chia làm hai phần. Cái phần đầu tiên là nói về lý do tại sao tôi chết, tôi làm tôi phụ giúp như vậy mà bây giờ tôi không có được trả tiền lương này nọ đồ ha, tôi mượn tiền này nọ rồi bây giờ là giang hồ nó đòi giết vợ con tôi chỉ chọn cái chết này nọ thôi. Đáp rồi cái phần thứ hai là cái phần là sẽ là nhắn gửi vợ con là xin lỗi này nọ mọi thứ, xin lỗi cha mẹ vợ con tất cả mọi cái. Trong toàn bộ bức thư đó không có khúc nào mà nói là sẽ thù
là sẽ hận, là sẽ trả thù cái người chủ thầu đó cả. Khi mà người ta đọc như vậy, người ta rất là tức, là tại sao là cái người bác này lại chọn một cái cách mà nó dại dột như vậy, lại tự tử như vậy. Mà khi đã tự tử rồi đó nghe, vẫn không một lời nặng nhẹ đối với cái người chủ thầu đó. Trong cái bức thư, cái tên vẫn còn ghi hoa mà có chữ anh đằng trước nữa. Đó, ví dụ như anh chủ thầu mình nói, ví dụ như anh tên Dũng chẳng hạn, là anh Dũng này nọ rồi không trả lương cho tôi này nọ, kiểu kiểu như vậy. Đó là nói một cái cách nó, mình phải nói là cái người bác này họ hiền quá. À rồi, bắt đầu sau đó nha, đám ma diễn ra. Thì trong những cái ngày đám ma lúc này là đã bỏ vô trong hòm rồi, nhưng mà chưa có đóng nắp mọi người. Cái nắp còn mở, lấy cái cây chống lại như vậy nè, để những cái người thân, những cái người thân người ta tới. Tại vì người ta nghe tin, trời ơi sao tự nhiên người bác này chết trẻ quá, mà chết tự tử rồi, bị giật tiền rồi nọ đồ. Thứ nhất là người ta thương, thứ hai là người ta hiếu kỳ, người ta cứ gọi điện. Ừ thôi 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 khoan nha, để tao tới tao nhìn mặt lần cuối. Đâm ra những người mà tới nhìn mặt lần cuối rất là đông, tới vài chục người, gần cái trăm người lận, đông lắm. Thì trong cái nhóm người này đó là có ba cái ông kia. Ba cái ông này mặc cái bộ đồ mà của cái công ty thầu xây dựng mà cái người bác này từng làm. Đó, thì khi mà tới như vậy đó, người nhà người ta cũng tưởng thôi thì đồng nghiệp tới không sao, đồng nghiệp tới mình tới viếng thăm này nọ đó là cũng bình thường. Nhưng khi mà tới thắp nhang đồ này nọ xong đó, thì bắt đầu là mới đưa một cái sắp bao thư rất là dày. Và ba cái người đó mới nói là đây là toàn bộ cái số tiền mà cái người bác này đó đã làm trong vòng một năm qua. Cái người chủ thầu người ta biết lỗi lắm rồi, người ta không có dám tới này nọ, sợ gia đình trách mắng, bây giờ người ta gửi tôi đưa giùm. Cái lúc đó nha mọi người, lúc này nè, rất là nhiều người chứng kiến khi ba cái người đó bóc cái bao thư ra cầm trên tay là chưa có đưa. À bây giờ đâu phải mình cầm mình đưa là mình chụp liền, mình phải đợi người ta coi là nói lý do bao thư là cái gì. Thì những cái người đó, một người đại diện người ta đứng ra người ta nói, vừa nói hết cái câu chuyện đó, là cái này là bao thư của người chủ thầu đưa như vậy. Vừa dứt câu thôi nha, gia đình của người bác chưa kịp cầm tới cái bao thư thôi đó nha. Mà ở trong đây nha, cái bác trai, cái xác của bác nó nằm ở trong hòm đó, ọc máu ra mà ưỡn cái ngực lên luôn, mọi người tin không? Một cái hiện tượng nó rất là tâm linh. Cái chuyện á mà khi mà người thân mình mất xong rồi máu mũi này nọ đồ nó ọc máu này nọ thì nó cũng bình thường, khoa học cũng có nữa, nhiều khi là máu lưu thông không kịp cũng có. Nhưng mà còn cái này á, cái cơn nó giật tới nỗi mà nguyên cả một cái ngực mà nó giống như là nó giật lên như này, nằm mà cứ giật lên như vậy, và bắt đầu là máu phun ra rất là nhiều, phun ra rồi xùi bột mép đồ này nọ đó, mà cái ngực cứ giật liên tục như vậy vậy nè. Trời ơi, lúc đó là cả một cái đám ma mà rất là kinh hãi luôn nha. Những người nào mà người ta sợ là người ta bỏ chạy luôn á. Ôi, ba cái người công nhân nó quỳ xuống, ta nói lại nha, anh ơi, em không biết cái này là bên chủ thầu người ta, em không biết gì hết trơn á. À mà, nhưng mà cái kiểu như là họ nằm, cái người bác đó nằm ở trong cái quan tài mà cứ dãy liên tục, mà nó là dãy đạch luôn đó nha. Mà nó là giống như là mà còn sống, mà giống như là hấp hối gì đó, chứ không phải là đã chết rồi. Trong khi đó lúc đó treo cổ nọ được người ta đem xuống người ta khám nghiệm, thì người ta cũng đã nói là tắc thở rất là lâu rồi, tắc thở mấy tiếng đồng hồ rồi. À thì bắt đầu người nhà người ta sợ, người ta mới nháo nhào đuổi ba cái ông đó về, cầm bao thư chọi lại, giục lại, nó kêu mày về đi, ở đây không có cần tiền bạc gì chân, không có đem tiền tới đây, mạng người rẻ rúng quá, mày trả kiểu đó vậy đó, rồi mày trả bây giờ rồi trễ rồi, kiểu như vậy. Mới đuổi ba cái người kia về, ba cái người kia cầm lại cái bao thư bước ra khỏi cổng nhà, thì cái xác của bác mới êm. Cái xác của bác mới nằm im lại như vậy. Trời ơi, ai đứng ở đó mà chứng kiến là da gà dốc nổi cục luôn. Không nghĩ là linh thiêng. Nó linh thiêng thì đúng rồi ha, nhưng mà nó là linh thiêng từng giây từng phút. Khi mà vừa đưa bao thư, vừa kể hết câu chuyện là bắt đầu dãy, mà dãy liên tục nha. Dãy cũng phải là gần một phút đồng hồ, một phút, hai phút đồng hồ dãy đạch như vậy nè. Máu thì tung tóe mà ướt nhẹp hết trơn luôn mà. Cho tới khi ba cái người đó vừa bước chân ra khỏi cổng nhà thôi, vừa bước chân ra khỏi cổng nhà một cái là ở trong đây im liền. Có nghĩa là chính xác tới từng giây. Cái điều đó mới là cái điều nó đáng nói. Trời ơi, lúc này nha, cả nhà bắt đầu là người ta kiểu như là người ta khủng hoảng, những người ta sợ rồi, thương cũng có, khóc cũng có. Rồi tới bắt đầu là phải đem xác trở ra mọi người. À phải đem, không phải là đem ra khỏi quan tài luôn. Cái điều đó không có nên làm, giống như là họ phải dỡ lên như vậy để mà lau chùi đồ này nọ, để mà hết máu, máu đổ rất là nhiều, ọc máu rất là nhiều luôn. Đó phải lấy khăn đồ chăm, cả thao mà thao nước mà nó bị đỏ máu đó, cả thao như vậy nè, chút xíu nó mới sạch sẽ lại. Bắt đầu là lẹ là đóng cái hòm liền luôn. Đó mới biết được cái sự linh thiêng. Thì ở đây mình nói là cái gì? Đúng, có thể đó, cái người bác này
họ khi mà họ đã chọn cái tự tử rồi, họ không còn trách mắng cái người chủ thầu kia nữa, thì thôi thà vậy cái người chủ thầu họ im luôn đi. Bao nhiêu cái quả báo này nọ đồ sau này ông nhận, cái người chủ thầu đó họ trả cái tiền nó làm gì? Chắc họ nghĩ đơn giản như vậy rồi, thôi bây giờ dù sao cũng lỗi của mình, phải không? Chắc vậy, chắc mình bị quả báo á. Thôi bây giờ mình trả nợ cho nó, tiền lương nó bao nhiêu mình đi mượn đầu trên đầu dưới, thôi mình trả cho nó để mình khỏi bị quả báo. Quả báo nó rẻ như vậy đó hả? Bỏ quả báo mà bỏ tiền ra để mua được như vậy, trong khi đây là một cái mạng người. À, thì có nghĩa là sao? Bác đồng ý, ừ, tôi có thể tha thứ cho ông được, nhưng ông đừng có dùng cái tiền đó để ông trả cho tôi rồi ông nghĩ là ông làm như vậy là ông sẽ không có bị quả báo. Tôi không có chấp nhận cái điều đó. À, đó là cái lý do. Đương nhiên, bác mất rồi, bác không có nói được nữa. Chứ nếu thật sự lúc đó mà bác hồi dương á, là những cái lời đó mình nghĩ là bác sẽ nói giống như vậy luôn. À, nhưng khi bác mất rồi, bác không có nói được nữa, thì cái hành động mà giống như là tức tối mà kiểu như là dãy cái ngực mà ọc máu như vậy là bác mới làm những cái hiện tượng đó. À, rất là linh thiêng luôn ha mọi người ha. Đây đúng là một cái hiện tượng tâm linh hiếm gặp luôn nha mọi người ha. Rồi sau đó thì cũng đóng nắp hòm lại và bắt đầu là cũng mai táng đồ xong ha. Thì toàn bộ những quá trình đó nó nghe lúc nào cũng vậy hết trơn. Khi mà cái đám ma mà có hiện tượng lạ, lúc nào người ta cũng đồn, trời ơi đám ma mà nó vậy đó nghe, 49 ngày chắc là hiện về nó quậy nát này nọ đồ luôn. Nhưng không, trong vòng 49 ngày không một cái hiện tượng nhỏ nào cả. Chỉ tới cái buổi sáng ngày 49 á, thì ba của bạn Vân nè mới nằm mơ, ba giấc mơ liên tục trong vòng một đêm. Cái giấc mơ đầu tiên là lúc khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ, tại biết là ngày mai là 49 ngày rồi, 49 ngày của anh mình kia bằng bác là anh rồi ha, anh của ba ha. 49 ngày của anh mình phải ngủ sớm rồi mai mình qua mình phụ hợ này nọ, rồi 49 ngày là cũng làm cũng tương đương với lại cái đám ma chứ không phải giỡn mọi người. À, thành ra là khi 9 10 giờ là chui vô ngủ. Thì ngủ như vậy gặp một cái giấc mơ đầu tiên là thấy cái người bác này, thấy rõ ràng cái người bác này đi từ ở ngoài nhà đi vô như vậy nha. À, nhưng mà khi mà đi là không có đi bằng cái cửa trước vô nha, đi từ ngoài nhà đi vô xong đi lòn ra cửa sau. À, thì lúc đó đó ba kiểu như là mình mới vừa gặp lần đầu tiên thì mình cũng chưa có biết là, giấc mơ mà mình chưa có biết là anh mình chết. À, thì bắt đầu là hỏi ủa anh diễn giấc mơ bình thường đó, ủa anh sao hôm nay qua nhà em mà sao tự nhiên không mang dép mang giày đi chân không. Mọi người để ý đi, mọi người thật phải để ý cái chỗ này, nó thường những người người ta mới mất người ta hiện về đó ít ai mang dép mang giày lắm. Người ta mang chân không là nhiều. Mình không hiểu lý do tại sao, cái đó mình đã từng đọc rồi mà mình xin lỗi mọi người là mình quên rồi, có một cái lý do nào đó mà thường á là khi những người mới mất người ta hiện về người ta mang chân không không à. À, phải một thời gian sau mà qua 49 ngày 100 ngày gì đó thì họ mới mang dép được. À, thì ba mới thấy như vậy, ba mới hỏi nó ủa anh sao vô nhà em mang chân không này nọ đồ. Thì cái người bác nó không nói gì hết trơn á, chỉ đứng là xa xa đứng ở sau nhà đứng cười kiểu như là cười một cái cách giống như gọi là cũng gọi là mãn nguyện vậy đó mọi người. À, không có trách mắng mà không có đau buồn, chỉ đứng nhìn cười giống như là gọi là người ta về thăm thôi. Cái ngày cuối cùng rồi, cái đêm cuối cùng rồi, qua ngày mai có gặp được nữa đâu. Rồi bắt đầu khi mà ba thấy như vậy, ba mới lẹ lẹ nói anh nữa sao không vô nhà tự nhiên đứng dòm tôi cười với ông nội. Ba mới đứng dậy ba dí theo. Lúc đó là ba trong giấc mơ ba chưa có biết là bác mất mà. Ba dí theo một cái thì bắt đầu là ba mới giật mình, mới tỉnh giấc thì mồ hôi mồ kê mới đổ. Lúc tỉnh giấc rồi biết trời ơi mình gặp giấc mơ. Mới quay qua nói với lại mẹ nó, em ơi anh mới mơ thấy ổng về. Ổng về ổng đứng sau nhà, ổng mang chân không, ổng đứng ổng nhìn anh ổng cười. Thì mẹ đương nhiên mẹ cũng nói là trời ơi anh ơi nhiều khi là anh nhớ thương rồi, ổng nằm mơ nằm mộng chứ có gì đâu, chứ cũng nhiều khi đâu phải cái nào cũng gọi là ma. Thì ba cũng vậy, ba cũng cười nói chắc vậy đó, rồi cũng nằm xuống ngủ nữa. Vừa mới nằm ngủ, kiểu như là vừa mới vô giấc ngủ thôi là nằm liền cái giấc mơ thứ hai. Thì khi mà cái giấc mơ thứ hai hiện ra cũng thấy y chang như vậy. Thấy bác đi đâu từ sau nhà, đằng trước nhà đi luồn cửa sau lên cũng mang chân không như vậy. Nhưng cái lần này là đứng nói. À, mới nói như vậy là nói ê, mày ra mày bắt con gà, mày giặt lông, mày luộc tao ăn đi, tao thèm gà luộc quá trời hả. Nhưng trong cái giấc mơ này đó thì ba nói là ba nhận ra được là anh mình đã mất rồi. À, lúc đó thì ba cũng không có hoảng sợ đâu, trời ơi anh em mà kiểu như là cùng độ tuổi với nhau mà hơn thua nhau có vài tuổi thôi, thấy như vậy là thương. Thành ra là hả, bắt đầu là ba mới đứng ở trong phòng đó, ba mới đứng ở ba nói đó, anh ơi thôi anh ráng đi,
hết ngày mai đi, bây giờ lỡ 49 ngày người ta cúng chay không hà, người nhà cúng chay không mà thôi anh ráng đi, ráng hết ngày mai đi, em mua mấy con em về em ra mộ em cúng rồi em ra em ngồi nhậu với anh luôn. À, thì bắt đầu ông cái người bác đó cũng cười cười nói ờ nhớ nha mày, tao thèm gà luộc quá à. Mấy bữa nay hả ăn đồ chay nó lạc cái miệng quá, ăn không có quen, nhớ nha, nhớ luộc gà cho tao nha. Vừa hết câu một cái thì bắt đầu là ba lại tỉnh dậy nữa, rồi tiếp tục mồ hôi mồ kê lại đổ ra nữa. Cái lúc này đó mình quên một cái chi tiết. Cái giấc mơ đầu tiên thấy xong giật mình tỉnh dậy là chưa ngủ tiếp, cũng như kiểu như đi ra đi vệ sinh này nọ, thấy phát hiện là cái cửa sau mở nha mọi người nha. Khi thêm một cái chi tiết cửa sau, trời, chi tiết này quên là cái câu chuyện nó mất hay. Mình xin lỗi mọi người ha, là có cái chi tiết là cái cửa sau nó bị hé, kiểu như là không phải là mở toang ra mà nó hé nhẹ nhẹ như vậy nè. Rồi ba cũng cười cười nhẹ nhẹ, rồi ba cũng lại ba đóng cửa vô, ba khóa, ba cài cái then như vậy nè. Đi vô đi vệ sinh vô, bắt đầu là ngủ tiếp mới gặp giấc mơ thứ hai. Thì giấc mơ thứ hai ngồi dậy cũng nói với mẹ nói em ơi, chắc không phải là mơ không đâu. Hồi nãy đó giấc mơ đầu tiên nha, anh gặp xong cái anh đi ra anh đi toilet đó, là anh thấy cái cửa sau nó mở. Mà trùng hợp cái là trong giấc mơ là ổng hiện dậy cửa sau. Anh khóa cửa rồi nè, mà mới hồi nãy anh ngủ anh gặp giấc mơ là ổng về ổng đòi ăn gà luộc. Anh nói với ổng là thôi để hết 49 ngày đi, lỡ mình cúng chay cúng cho nó tròn 49 ngày. Đó rồi qua ngày mai rồi qua ngày mốt rồi mình cúng gà cho ổng. Mà ổng cũng đứng ở cửa sau đó, bây giờ đâu, bây giờ em với anh đi ra ngoài em nhìn ra một cái, nếu mà cái cửa sau nó lại tiếp tục hé cửa ra nha, chắc chắn là ổng về chứ không phải là mơ mộng nữa. Trời ơi, ba với mẹ đứng ra, đứng ngoài phòng mở cửa ra lú cái đầu ra một cái nha. Gặp giấc mơ hiện về vậy đó không sợ, không có gì hết trơn, mà tự nhiên bây giờ nhìn ra một cái thấy cái cửa sau hé ra khoảng cỡ độ hai gang tay, tự nhiên nổi da gà. Tự nhiên cái cảm giác nó ớn lạnh, mọi người hiểu được cái tình cảnh đó ha. Mình gặp trong mơ mình không sợ đâu, nhưng mà bây giờ mình ra mình xác nhận lại đó, thấy cái cửa mở vậy tự nhiên da gà dốc nổi cục lên như vậy nè. Thì mẹ bắt đầu mẹ rồi ổng về thiệt rồi, thôi nhớ hứa làm nha cha, ổng là tánh ổng cũng ấy lắm ấy nha, kỳ khôi lắm nha, hứa phải làm, không làm mất công ổng về rồi ổng quậy phá hay nọ đồ nha. Thì ba cũng nói trời ơi ổng hiền chết rồi, thì hứa thì mình làm có mấy con gà có nhiêu tiền đâu, thì anh cũng tính trời ơi lúc ổng sống tới giờ ổng đi làm hồ này nọ đồ, ổng có bao giờ ăn chay cái gì đâu, tiền bạc đâu mà ăn chay, ổng toàn là ăn ba cái đồ mặn không, bây giờ bắt ổng 49 ngày liên tục ăn chay ổng chịu không nổi là phải rồi. Thôi để qua ngày 50 đi rồi anh ra ngoài mộ ngồi nhậu với ổng luôn. Vô nằm ngủ, cũng vừa mới nằm ngủ bắt đầu là gặp liền xì bóc luôn, là tới cái giấc mơ thứ ba. Cái khúc đầu thôi khỏi kể y chang vậy, từ trước nhà đi luồn ở cửa sau cũng mang chân không luôn nha. Cũng mang chân không luôn, đi ra đằng sau cũng đứng cửa nhà cũng nói nữa. Nói ê mày qua bên nhà đó. mình xin nói lại nha, là cái người bác này mất á là không có làm đám ma tại nhà của ba nha, mà làm đám ma bên nhà khác nha mọi người nha. Bắt đầu mới nói chạy qua nói ê mày, mai á mày nhắc má đó, má là bà nội của bạn Vân kể chuyện nè, mai á mày nhắc má đó rồi đốt cho tao á, nhớ đó, kêu bà lấy cái đôi giày da của tao mày, tao để trên đầu tủ đó, nhớ lấy đốt xuống cho tao luôn để tao có cái tao mang nghe không. Đó là vừa nói xong rồi lại cũng tiếp tục biến mất. Rồi cũng bật dậy rồi cũng mồ hôi mồ kê đổ nhiễu nhão, rồi cũng đi ra đằng sau giờ một cái thì tiếp tục cái cửa nó lại hở ra hai gang tay. Trong khi giấc mơ thứ hai đã đi ra đóng rồi mà bây giờ mở nữa thì thôi cho mọi người cũng hiểu rồi ha mọi người ha. Rồi cũng nói lại với vợ xong rồi cũng nhắm mắt ngủ là hết rồi đó, là ba giấc mơ như vậy thôi. Lúc này thì ba cũng nói giỡn đó, ông này ông ngộ ghê. Ông hiện xong hiện một lần ông dồn một giấc mơ thôi, ông hiện nói luôn đi, ví dụ như hiện về xong rồi nói là ăn gà luộc rồi nhắc cái đôi dài thôi, làm lần một thôi. Cái gì đâu hiện về lần một á thì nhìn cười không nói mẹ gì hết. Hiện lần thứ hai nhắc gà luộc, mới vừa chợp mắt ngủ cái hiện lần thứ ba cái nhắc đôi dài mà lần nào cũng bắt đi ra đóng cái cửa lại trên. Là ba kiểu như ổng ghẹo ghẹo chơi thôi, ổng giỡn ổng nói như vậy thôi. Chứ thật ra là anh em thương nhau lắm mọi người. Thì sáng ngày hôm sau bắt đầu là cũng tới 49 ngày rồi, cũng nói với lại má đó, với mẹ đó. Thì má ba cũng buồn, tại vì ba cũng tính cái đôi dài ba biết chứ. Cái ngày khi mà đem xác về làm đám tang là lặt nút áo này nọ, đồ đốt này nọ, đồ là cũng tính đốt đôi dài rồi đó. Nhưng mọi người biết không, làm thợ hồ mà mua một cái đôi dài da,
cái đôi giày da đối với nhiều người mà có điều kiện mà nó không cần phải mắc tiền, đôi giày da vài trăm ngàn triệu cũng có một đôi nữa. Nhưng đối với những người người ta lam lũ, người ta đi làm á, cái đôi giày da nó người ta quý lắm. Đem ra là trà cà na này nọ, đồ cất này nọ, những cái đồ đánh giày để làm gì? Để lâu lâu có cái đám, cái tiệc, đám giỗ, đám quại, mọi người biết mà. Ở dưới quê đám tiệc này nọ đồ á là người ta coi trọng dữ lắm, người ta trưng diện. Sài Gòn cũng vậy nữa. Nói trời ơi, quanh năm mặc bộ đồ dính hồ, dính sơn, dính xi măng tùm lum. Lâu lâu có cái dịp đúng không, cho người ta mang cái bộ đồ vết này nọ đồ, dưới quê gọi là đồ vết đó mọi người, đồ vét mình đó. Bận quân vết đồ, đồ vết vô này nọ đồ, rồi mang đôi giày da này nọ đồ, đi đóng thùng này nọ đồ để đi ăn cái đám. Thành ra quý dữ lắm, về là trà cất là bỏ đầu tủ liền hà. À, bà nội biết vậy, bà nội bà Vân đó là má đó là biết như vậy, đâm ra là muốn giữ lại để làm một cái kỷ niệm. À, nhưng mà rồi thôi bây giờ thì bác cũng đã muốn rồi, bác cũng đã nói thôi đốt xuống rồi. Với lại cái chi tiết là nằm mơ ba giấc mơ liên tục, không có cái giấc mơ nào mà bác mang giày mang dép hết trơn đó. Thôi đâm ra cũng đem xuống để mà đốt luôn, à để mà đốt xuống trả cho bác luôn chứ biết làm sao giờ. À, rồi thì cũng hết 49 ngày rồi, qua ngày hôm sau thì ba cũng giữ lời hứa, cũng mừng hai con gà luộc đem ra rồi cúng ngồi xé này nọ rồi ngồi nhậu nè rồi ha. Thì tối cái ngày hôm đó lại tiếp tục gặp thêm một cái giấc mơ nữa, là thấy chắc mọi người cũng đoán được ha, là thấy bác về. À, nhưng mà lần này là không có đi bằng cửa sau nữa mà đi bằng cái cửa trước. À, và ở dưới chân đã mang được cái đôi giày da rồi mọi người. Mình kể tới đây mặc dù nó không có ghê nha, tự nhiên mình nổi da gà mình đang nổi luôn nè. Tại vì mình cảm nhận được cái sự linh thiêng. Mình là một cái con người sống theo cảm xúc. À, mình cảm thấy được cái tình yêu thương và cái sự linh thiêng ở trong đây ha mọi người ha. Đó. Xin lỗi mọi người ha. Nhưng mà khi mà hiện về như vậy rồi cũng không có làm cái gì mà hình hài ghê gớm hết trơn đó, cũng chỉ hiện là đứng ở trước cửa như vậy rồi dòm vô ba rồi cười như vậy thôi. Đó, thấy được một đôi giày da, ba thấy được mang đôi giày da rồi ba cũng giật mình mà tỉnh dậy rồi. Thì khi mà giật mình tỉnh dậy thì mọi người đoán thử xem, cái cửa trước nó lại tiếp tục mở ra hai gang tay. Đó, thì ba cũng ngồi vậy mà tánh ba cũng vui vui, mình cũng nghiêm, lâu lâu mình biết là đau buồn như vậy nhưng mình cũng kiểu như là mình buông một cái câu cà rỡn chút xíu thôi. Nói trời ơi thiệt tình, cái ông này cũng hiện về thôi đi, cũng mở cửa làm chi không biết. Ông mở cửa làm chi không biết, bây giờ đêm hôm rồi nó bắt ra phải khóa cái cửa lại một cái nữa mới chịu vậy đó. Đó là ba ghẹo chơi như vậy thôi. Rồi thì sau cái sự việc đó cho tới bây giờ thì cũng không có ai thấy cái người bác này hiện về thêm một cái lần nào nữa mọi người ha. Thì cũng hy vọng là cái người bác này là cũng đã được siêu thoát rồi. Còn về cái người chủ thầu đó mọi người, mình nói bây giờ nếu mà kể ra cái người chủ thầu đó bị báo ứng này nọ tất cả mọi thứ thì ở trong câu chuyện này không có nhắc tới, thành ra mình không có dám kể. Nhưng cái điều mình nghe có vẻ là hơi khẩu nghiệp, nhưng mình chắc chắn rồi mọi người à. Mình chắc chắn và mình đảm bảo với mọi người luôn, không bây giờ thì cũng sau này nè, quả báo đó không tới sớm cũng tới muộn lâu. Nếu mà không có kẹt xe tới sớm thôi, chứ nếu mà kẹt xe thì cũng tới muộn chút xíu, nhưng chắc chắn sẽ tới. Nhưng mọi người nên nhớ này nè, mình cũng hay nói cái báo ứng, cái quả báo đó, thà nó tới sớm nha. Cái tuổi đời còn trẻ, ba mấy, bốn mấy này nọ, mình còn vực dậy được. À, ví dụ như mình làm cho mình phá sản đồ này nọ, mình còn vực dậy được. Nhưng mà còn cái quả báo mà nó tới cái năm mà 6-70 tuổi đó, 7-80 tuổi, cái năm đó mà chỉ là ngồi ở nhà đợi con cháu mà nuôi dưỡng này nọ thôi đó, mà quả báo nó tới vào cái thời điểm đó, đó thì nó mới ghê mọi người ha. Thành ra đôi khi mọi người nhìn đó, những cái người nào người ta sống ác. À, mình không có dám đề cập tới ai nha mọi người nha, mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Đó là những người nào mà người ta sống ác, người ta sống bậy nọ đó, thấy người ta sống sung sướng quá, đi xe đẹp tất cả mọi thứ nọ, trong khi lừa đảo lừa gạt không, đừng có lo. Chứ bây giờ quả báo tới sớm quá, người ta giật dậy được sao? Quả báo tới sớm, ví dụ như ở tù đồ này nọ 5 năm 10 năm ra làm lại cũng được, đi lừa gạt tiếp cũng được vậy, đúng không? Đợi đi, cứ đợi như vậy đi ha. Về cái tuổi về già nó báo ứng một lần một cho nó ghê. Nghe qua nó khẩu nghiệp quá ha mọi người ha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên như vậy ha mọi người ha. Mặc dù mọi người biết không, không có ma cỏ ghê gợn gì cả, nhưng câu chuyện nó rất là hay và nó rất là ý nghĩa luôn ha mọi người ha. Rồi bây giờ đó, mình sẽ tiếp tục qua tới cái câu chuyện thứ hai ha mọi người ha. Rồi thì cái câu chuyện thứ hai này là do một bạn có cái tên là Ken. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Cái câu chuyện này á là nó bắt đầu nó hơi kinh dị chút xíu rồi ha mọi người ha. Câu chuyện này nói về
Thôi để chút xíu đi, để cho nó tạo bất ngờ đi ha mọi người ha. Bạn Ken bạn nói đó, cái căn nhà hiện tại của bạn là căn nhà mới. Và cái căn nhà cũ của bạn nó sát vách với căn nhà mới luôn. Căn nhà mới của bạn đang ở hiện giờ, nó nằm ở trên đường Mang Thiện. Mình chưa biết cái tên đường này ha, nó ở quận 9, mình chưa biết, nghe hơi là lạ, đường Mang Thiện, quận 9 ha. Thì căn nhà mới không có gì hết trơn á, nhưng căn nhà cũ kế bên hiện tại bây giờ đã bán rồi, người ta mua lại, người ta làm công ty cái gì đó rồi đó ha. À, thì căn nhà cũ hồi xưa lúc mà còn ở căn nhà cũ á, nó mới ghê. Thời điểm đó khi mà vào ở như vậy là nhà của bạn là xây theo cái kiểu mình nói là cái ở trong nó kiểu như là hình chữ U vậy đó, kiểu bạn nói như vậy. Nhưng mà mình diễn tả nôm na thôi là ngay chỗ cái phòng khách đó là nó có một cái dãy hành lang. À, cái dãy hành lang thì ở bên trái cũng có phòng, ở bên phải cũng phòng, cái hành lang ở giữa như vậy, cái bề ngang nó độ khoảng cả 2 mét. Đó là phía trên cùng ở gần cái cửa nhà đó ngang là nó là một cái phòng khách. Cái năm đó, cái câu chuyện này lâu lắm rồi, câu chuyện đó, năm khoảng cỡ năm 2000 đó. Lúc đó thì cái bạn Ken này, bạn tầm khoảng cỡ 5-6 tuổi thôi. Bạn còn nhớ rất là rõ luôn, ai nói bạn trí nhớ kiểu như là bạn xạo thì kiểu như là bạn nói là bạn trí nhớ bạn rất là tốt. Cái buổi tối hôm đó, bạn nhớ là mẹ của bạn đi công chuyện nè, ba cũng đi công chuyện nè, nhà của bạn có hai người chị thì đi học thêm. À, ngày xưa là lớp 1, lớp 2, lớp 3 cũng có đi học thêm rồi, đi học thêm như vậy. Chỉ có một mình bạn ở nhà thôi. Lúc đó đó là bạn ngồi, bạn không phải một mình bạn, chứ là có một cái người bà gì đó mà người ta ngủ trong phòng, mà chỉ có một mình bạn mà ngồi ở trước phòng khách thôi. Bạn đang ngồi đó mà bạn coi một cái bộ phim hoạt hình mà quốc dân đó, hoạt hình Tom and Jerry. Bạn còn nhớ tới đó luôn mà. Như bao bữa khác thôi, cái chuyện mà bạn ngồi ở đó một mình rồi bà hay là ông của bạn nằm trong phòng là cái chuyện nói chuyện hàng ngày, ngày nào bạn cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà tự nhiên cái bữa nay đó, mình coi cái phim Tom and Jerry mà tự nhiên cái tâm mình nó không để vô cái tivi. Còn nhỏ đó mà nó vậy đó, bình thường mình hồi nhỏ mình coi tới mình suy trời ơi, mình chống cà, mình coi mình vui vẻ, mình tập trung cao độ, mắt không rời khỏi tivi luôn nha. Nhưng mà bữa nay không biết bạn nói là ở trong lòng bạn nó sao sao đó, bạn cứ dởm trong đó, bạn cảm thấy là cái Tom and Jerry nó không có còn vui, nó không có còn khiến bạn hứng thú nữa. Mà cái điều mà nó cuốn hút bạn phải nhìn á đó chính là cái dãy hành lang tối tăm kế bên bạn. Tối tăm là bởi vì nhà tiết kiệm điện, ngày xưa thì cũng nghèo khó, cũng không có điều kiện nhiều, thành ra là không xài thì tắt thôi, chứ không phải là nhà bạn cúp điện đâu. Thì nhìn qua như vậy mọi người tưởng tượng nguyên cái dãy hành lang, cái chiều dài của nó độ khoảng cỡ mười mấy mét, cái bề ngang nó khoảng cỡ 2 mét, thì tao nói là nó sâu, mà nó sâu hun hút luôn, nhìn nó rất là âm u. Bình thường mà không có để ý đâu, cái tuổi đó của bạn thì bạn cũng không có mặc định trong đầu ma cỏ gì hết trơn đó, chỉ coi tivi thôi. Mà cái bữa nay bạn nói kiểu này nè, bạn ngồi bạn dòm tivi giống như mình đang dòm vậy nè. Lâu lâu cái bạn cũng phải ngó qua cái hành lang bạn dòm cái. Mà tôi thui thấy gì đâu, dòm như vậy nè. Ủa tự nhiên mình dòm hành lang chi ta, thôi lên coi tiếp. Coi chút xíu có những cái hành động Tom and Jerry mà nó Tom and Jerry người lớn bây giờ coi mà còn cười đó. Vậy đó mà bạn cũng không cười, bạn ngồi bạn coi hồi cái ủa sao bữa trước mình cười dữ lắm sao hôm nay không vui chứ ta. Khoảng cỡ 2-3 phút cái bạn cái đầu bạn nó nhìn qua bên hành lang, quẹo quẹo bên tay phải dòm. Dòm chút xíu cái ủa sao tự nhiên mình dòm hành lang kia trời. Nó dòm coi tivi tiếp. Đó là bạn nói là bạn không có điều khiển được luôn. Bạn không hiểu lý do tại sao mình đang cứ dòm tivi hồi tự nhiên cái đầu bạn nó bẻ qua bên hành lang, hồi nào bạn không hay, bạn nói sao tự nhiên mình nhìn hành lang kia vậy. À, rồi quay lại bắt đầu nhìn tivi tiếp. Bao nhiêu lần thì không nhớ nha, mà nói là cũng khoảng mấy lần, 5-7 lần vậy đó, thì cái này thì không nhớ thiệt. Cái này bạn không nhớ. Bạn nói là cái lần cuối cùng khi mà bạn quay một cái bắt đầu là cái con mắt bạn nó cứng ngắc. Cái cổ bạn nó cứng ngắc, con mắt chữ A mà cái miệng chữ O. Mọi tưởng tượng, bạn quay bạn thấy một cái cảnh tượng. Có một người, đàn ông, phụ nữ không biết. Chỉ biết là cái người đó họ đứng, hai cái tay của họ sụi lơ xuống như vậy nè. Và cái chân của họ cũng sụi lơ luôn. Cái chân khi mọi người mình đi á là cái chân nó phải ngang như vậy ha. Còn cái chân sụi lơ có nghĩa là cái chân cái kiểu mà tư thế mình nằm ngủ đó. Cái tư thế nằm ngủ, cái chân mình thả lỏng, cái chân mình sụi lơ như hai cái tay mà người nhìn diễn tả nè. Cái chân sụi lơ xuống như vậy nè. Nhưng mà từ cái chân dưới cái sàn nhà nó cách hai gang tay và họ đang đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống cái dãy hành lang. Và đi rất là lẹ. Lướt lên xong lướt xuống, mình nói là lướt lẹ mà mười mấy mét mà mọi người, mà khoảng cỡ 2-3 giây là đi hết rồi đó, lướt xuống tuốt chân dưới cái bắt đầu mất tiêu. À, khi mà lướt xuống tới dưới cùng cái hành lang rồi đó là không thấy nữa. Nhưng mà khi mà lướt ngược trở lên mà gần tới cái chỗ phòng khách đó thì do cái đèn tivi mà cái đèn tivi Tom and Jerry nó chạy nó cứ chớp tắt như vậy đó, thì nhờ cái ánh đèn đó thì thấy họ lướt lên, họ lướt xuống như vậy nè, và lướt mấy vòng luôn, 4-5 vòng gì đó luôn bạn nói nha.
không biết có phải là bạn bị ma đè hay là họ cố tình họ bẻ cái đầu bạn qua hay không, nhưng mà bạn không có muốn nhìn nữa. Bạn nhìn như vậy là bạn sợ dữ lắm rồi, trời ơi trời, mới có 5-6 tuổi mà gặp cảnh đó. Vậy mà bạn muốn quay qua mà quay không được, cái đầu bạn bạn cứ ngồi cái người bạn hướng về phía trước như vậy, giống như mình vậy nè. Đó, đang ngồi trên bàn, ngồi coi tivi, mình ngồi kiểu này nè, cái đầu nhìn qua như vậy nè. Mà cứng ngắc cái đầu mà cái miệng cứ hả vậy nè. Đó, cứ hả ra dòm mà dòm đi lên đi xuống cũng phải là cỡ 5-7 giây gì đó nghe. Đó thì sau khi mà họ đi xuống dưới kia mà lần thứ 7, thứ 8 gì rồi mà họ biến mất rồi đó nha. Bắt đầu là bạn mới la này nọ lên, ma đồ này nọ lên. À thì khi mà bạn la lên sao trùng hợp cái là mẹ bà về trước cửa rồi. À bà về trước cửa, bà đang lục đục bà mở cửa rồi đó nha. Cũng có thể là do mẹ đứng trước cửa nên bạn mới la được không chừng. À, chứ không phải là trùng hợp đâu. Mình nghĩ là mẹ đang về tới trước cửa rồi, thành ra là cái người đó không có hiện ra nữa đó, thì bạn mới la được đó. Chứ mẹ chưa về chưa chắc gì là bạn la được luôn. Theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà còn về bạn Ken thì bạn nói là trùng hợp, nhưng mình không nghĩ vậy trần, mình không nghĩ là trùng hợp đâu ha. À, thì lúc này mẹ nghe bạn la cái bắt đầu mở cửa lẹ lẹ, bắt đầu là chạy vô ôm bạn liền, ôm bạn trong lòng liền, ẵm bạn lên liền. Ơ gì Ken, gì Ken, gì sao con, sao vậy con? Mà lúc đó bạn cứ chỉ xuống dưới hành lang mà bạn cũng không có biết. Bạn nói là mẹ, ghê quá mẹ ơi. Còn nhỏ mà chỉ biết nói như vậy thôi, chỉ biết đúng từ ma thôi, chứ còn kêu mà diễn tả, kêu mà kể lại thì trời ơi, 5-6 tuổi biết cái gì đâu mà kể. Đó thì mẹ bạn bắt đầu là lẹ lẹ ẵm bạn lại gần cái hành lang, bắt đầu là bật cái công tắc đèn lên là nguyên cái hành lang là nó sáng trưng. À bắt đầu là mẹ bà quay xuống cái con đó sáng trưng rồi, có thấy gì đâu con. Thì đúng rồi, sáng trưng thì làm gì mà thấy nữa. Nghe cũng hơi vô lý mọi người ha, đã bật đèn sáng trưng không lẽ hiện ra cho bà thấy. À nhưng mà bạn cũng rất là sợ, bạn cũng ôm cứng cổ mà bạn khóc như vậy nè. À, thật sự nó mới nói trời ơi thôi mà lâu lâu mẹ về trễ chút xíu nhõng nhẽo hoài thôi, mẹ có mua bánh cho con nè. Đó rồi dẫn vô phòng con nít mà dụ bánh dụ kẹo chút xíu á rồi thì cũng quên. À quên là quên như vậy thôi nha. Nhưng mà khoảng cỡ đâu mà nó là cách thời gian đó khoảng cỡ 1-2 tuần lễ hay sao đó. Cái bữa đó đó là không biết là phải, bạn nói là không phải sinh nhật của mình mà cái ngày gì đó là mẹ của bạn có tạo cho bạn một cái sự bất ngờ. Nhưng cái sự bất ngờ này nó được nhân đôi. Tại sao nhân đôi, mình kể cho mọi người nghe. Bạn nói ngày xưa đó, nhà của bạn á, mà hầu như là những người mình Việt Nam mình ngày xưa cũng vậy đó, không có ai mà mỗi lần mà áo mà rách hay cái gì đem ra ngoài tiệm may là không có đâu. Thường là mỗi cái nhà ngày xưa mà có điều kiện chút xíu thường là sẽ sắm một cái máy may. Cái máy may mà cổ mà cái máy may màu đen, chắc mọi người nhớ mà ngồi đạp nghe tạch, nhà mình ngày xưa cũng có một cái đó. Rách đáy quần, mình ngày xưa là chuyên gia luôn, mập quá ngồi xuống rách đáy quần thường xuyên. Đem về cái là thôi may tay nó khó khăn, đưa lên máy đạp cho nó lẹ. Đó là kiểu như vậy ha mọi người ha, đó là cũng là một cái món để mà trang trí ở trong nhà luôn. Nhà bạn Ken cũng có một cái. Và cái máy may đó đó là nhà bạn Ken không có để dùng để mà trang trí ngoài phòng khách đâu. Tại vì nhìn nó chật chội quá. Mà cái máy may đó là được để ngay trong cái phòng ngủ của ba mẹ. Và bạn Ken ngủ luôn. Ba mẹ, bạn Ken là ngủ chung với ba mẹ. Cái giường nằm đây là cái máy may nó sát bên. Nó cách độ khoảng cỡ 2 mét thôi. Cái tối hôm đó thì cũng là một cái lần về trễ nữa. Một cái lần là ba mẹ cũng về trễ. Mà lần này thì coi như con nít mà nó dễ quên lắm. Chỉ là sợ quá thì mở đèn sáng trưng trong nhà đó là cũng ngồi coi Tom & Jerry tiếp ha. Mà lần này thì coi là cười sặc cười sụa luôn. Cười mà té ghế luôn đó. Chút xíu sau khoảng cỡ 7 giờ mấy là bắt đầu là ba mẹ mới về. Ba mẹ về như vậy thì bạn nhớ rồi, bạn đi rồi là bạn thấy là ba mẹ là cầm cái bọc gì đó đó, cái bọc xốp màu đen của mình mọi người, mà nó bự lắm, nó bự nó cao thù lù như vậy nè. Thì mẹ nó bắt đầu bạn kêu hỏi nó, ủa mẹ mua gì bự quá vậy? Thì mẹ bạn nói không có gì đâu con, thôi vô chuẩn bị tắm rửa ngủ này nọ đồ nè, ngày mới rồi đi học. Đó là mẹ cố tình mẹ giấu, à mẹ giấu như vậy là cái món quà là món quà của bạn đó, nhưng mà mẹ giấu như vậy. Rồi thì bạn cũng không thắc mắc đâu, cũng vô cũng tắm rửa, tắm ráy chút xíu rồi cũng vô nằm ngủ. Tối hôm đó bạn đang nằm ngủ như vậy khoảng cỡ 1 giờ mấy, 2 giờ đêm, nhưng mà không nhớ rõ đâu, lâu lắm rồi. Nhưng mà tầm khoảng cái giờ đó, bạn đang nằm ngủ như thế này nè, bắt đầu á là bạn tự nhiên con mắt bạn nó mở trao tráo. Bạn nằm ngủ bạn quay cái mặt của bạn vô cái lưng của ba bạn á, à, nằm sát lưng của ba như vậy nè, thì tự nhiên đang ngủ ngon lành như vậy. Tự nhiên con mắt nó mở ra mà nó tỉnh như sáo luôn nha. À, mà nói, ủa sao kỳ, sao tự nhiên hết ngủ rồi. À, thì nằm chút xíu, họ đương nhiên nằm nghiêng, mình nằm nghiêng, họ bắt đầu là mình tê cái tay như vậy nè. Thì bắt đầu là bạn tính, mới đầu tiên là bạn tính là bạn sẽ trở cái người qua một cái.
vừa tính trở người thôi đó nghe, bắt đầu đó là bạn nghe cái tiếng mà giống như là có ai mà họ đụng chạm tới cái máy may đó. Không phải là nghe tiếng cạch cạch mà cái tiếng như là cái bàn máy may mà ai đụng cái nó nghe cụp cụp này nọ đồ rồi sắt thép nó va chạm vô nhau giống như là ai đi ngang rồi vô tình đụng vô cái bàn máy may thôi. Thì bạn nghe như vậy thôi, mình cũng đang tính mình trở người thôi, mình quay lẹ qua để mình coi coi ai, nhiều khi là mèo chuột nó chạy hay là mấy bà chị mình đêm hôm đi qua đây rồi lấy đồ rồi nọ kiểu như vậy. Thì bạn mới quay thiệt là lẹ qua, bạn dòm rồi bạn nói là do là bạn quay quá lẹ. Chứ nếu mà bạn quay từ từ chắc là bạn kiểu như là mình thấy rồi là mình ôm ba mình luôn. Nhưng mà do kiểu mọi người tưởng tượng là bạn quay lẹ quá đi, bạn quay bạn dòm đi thì bạn vừa quay qua một cái là bạn đứng cứng ngắc luôn. Bạn thấy ngồi ở trên cái máy may là một con gấu bông. Cái con gấu bông mà nó ngồi trên cái bàn này mọi người biết rồi, là hai cái chân nó thả ra như vậy, hai chân nó cục ngủng mà nó tròn ủm như vậy, thì con gấu bông nó cao khoảng cỡ 5-70cm vậy nè, chứ không phải là khổng lồ như bây giờ đâu. Ngày xưa thì không có đâu, ngày xưa nó bự dữ lắm, là mình nói là khoảng cỡ nửa mét á, 50cm là nửa mét á, là khoảng cỡ đó là dữ lắm rồi. Thì cái con gấu bông nó cỡ đó đó à, mà nó màu nâu nhưng trong buổi tối nó là màu đen. Nó ngồi ở trên đó và bạn thấy rõ ràng như vậy là cái tai của nó chống lên cái càm như vậy nè. Cái tai con gấu bông đó nha, nó chống lên cái càm, cái tai cục ngủng mà nó chống lên cái càm như vậy nè. Và cái đầu của nó lắc qua lắc lại như vậy nè. Mọi người nhìn mình diễn tả nè, nó chống càm như vậy mà nó lắc như vậy nè. Nó lắc cái đầu, lắc cái đầu, lắc cái đầu, nó dòm thẳng vô mặt bạn luôn. Bạn thấy rõ ràng hai cái con mắt của nó liếc qua liếc lại. Cái con mắt của con gấu bông mọi người biết là người ta chỉ mai bằng cái cục mũ thôi. Mà ngày xưa bây giờ thì mình nói là ừ là công nghệ tiên tiến thì mình không nói, mà câu chuyện này năm 2000 mọi người à. Cái lúc đó chỉ là một cái cục tròn tròn, kiểu như là nửa cái cục tròn đó mà úp lên trên đây rồi mai dính vô thôi. Mà bạn nói rõ ràng là hai cái con mắt nó đang đung đưa qua lại, đung đưa, kiểu như là mình liếc láo liên đó, đung đưa qua lại, hai con mắt nó nhảy qua cái đầu lắc qua lắc lại, mà con mắt đưa qua đưa lại gì nè. Trời đất ơi ha, bạn nói là bạn khủng hoảng luôn rồi, bạn nói là bạn rất là ghê, bạn sợ nha. Mà không tài nào bạn nhúc nhích được. Con nít mà ai không mê gấu bông, mà lần đầu tiên mà thấy một cái con gấu bông mà nó kinh dị tới nỗi như vậy. Bạn Ken bạn nói á, nó kinh dị tới nỗi đó nghe. Ở câu chuyện hồi nãy bạn gặp con ma, bạn đứng hình 5-7 giây bạn còn la lên được cái chữ ma đúng không? Hồi nãy mình kể. Còn bây giờ bạn thấy xong rồi là bạn không la được luôn, bạn cứ là kiểu như vậy, kiểu như mình hoảng sợ, mình không có la thành tiếng được. Nhưng mà hên sao bắt đầu là bạn trở người được, là bạn quay thiệt là lẹ, bạn ôm ba bạn cứng ngắc nha. Bạn ôm ba bạn dúi cái đầu vô lưng của ba bạn cứ thì ba bạn mới khó chịu, tự nhiên mình đang ngủ con mình nó ôm nó bấu vô người nó khó chịu, ba mới bắt đầu nó dĩ con, kiểu như ổng đang nằm nghiêng như vậy nè, ổng cứ vỗ vỗ cái tay vỗ đít bạn Ken, nó dĩ con. Thì bạn Ken bạn mới nói, mà nói được có nhiêu đây à, con sợ là nói như vậy. Thì ba ổng có biết cái gì đâu, ổng cũng đâu có biết, ổng nói gì hả, chui vô giữa ba mẹ nằm nè. Cái quay qua bắt đầu ẵm bạn trên bụng, cái lăn bạn, lăn qua người đó, lăn bạn qua đây cho nằm giữa ba với mẹ, cái ổng nằm ổng ngủ tiếp. Cũng không có trách được, tại vì ổng có biết cái gì đâu. Thì khi mà được nằm giữa ba mẹ rồi đó nghe, bắt đầu bạn nằm bạn rung. Bạn nói là khoảng cỡ nửa tiếng sau thì bạn mới ngủ được. Thì trong vòng nửa tiếng đó là bạn nghĩ nó, trời ơi, vậy con gấu bông nó là ở đâu ra, rồi tại sao nó ngồi trên cái mái mai, nhà mình có con gấu bông đó đâu, này nọ, kiểu như vậy. Nhưng chút xíu suy nghĩ, hồi con nít mà, người lớn mình chắc mình sợ mình thức tới sáng nha, hay là mình bỏ chạy nọ rồi nha. Nhưng mà con nít nó không có làm vậy. Thường thường cái con nít mà nó gặp ma, nó nằm chút xíu nó sợ, hồi cái là nó ngủ luôn. Nó sợ kiểu như ôm ba ôm mẹ nó, hồi cái là nó cái nỗi sợ làm cho nó mệt mỏi đó là nó ngủ. Tới sáng hôm sau bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, tới giờ chuẩn bị đi học, giật mình tỉnh dậy cái nhìn trên cái máy may thì không thấy gấu bông đâu hết trơn á. Bắt đầu là bạn mới đi ra này nọ đồ ha, kiểu như là mới ngủ dậy rồi thấy rồi cũng đi ra, ba mẹ chuẩn bị soạn đồ đi học. Mẹ mới kêu Ken ở đây nè, để mẹ cho con coi cái này cái nha, mẹ con coi đi học về rồi con chơi nghe không. Lấy ra lấy cái con gấu bông đó nghe. Cái lúc mà lấy ra đó, nó còn nằm ở trong cái bọc xốp màu đen, bọc xốp cỡ bự đó mà mẹ đang cột luôn. Thấy rõ ràng bắt quắc bạn lại, bạn đứng ở đó bạn dòm dòm cái bọc như vậy nè, ở cái bọc hôm qua mẹ mua nè, cái bọc hôm qua tối hôm qua mẹ đem về nè. Là đứng ở đó thấy mẹ tháo ra một cách nó rất là khó khăn, giống như là cái người bán họ cột chắc quá hay sao không biết đó, mà kiểu như là tháo ra cũng phải đâu 5-10 giây mới tháo được cái nút đó ra, cái nút quai của bao xốp chắc mọi người biết mà ha. Khi mà tháo ra tuột cái bao xốp xuống, cái trời ơi, bạn đứng bạn khóc tỉnh bơ luôn. Cái con gấu bông đó đó,
Cái con gấu bông mà tối ngày hôm qua ngồi trên cái mái mai mà dòm bạn mà mắt láo liên, lắc qua lắc lại là nó đó. Nó màu đen, kiểu như nó đơn giản thôi là bạn nhìn một cái là bạn biết liền nó chứ không đâu hết trơn. Bạn Đức, bạn đứng bạn khóc, trời ơi, bạn khóc tỉnh bơ, khóc một cách ngon lành luôn. Ủa gì con, trời tự nhiên mẹ mua gấu bông cho con về con chơi mà sao tự nhiên con khóc. Ê, con sợ lắm mẹ ơi, con không chơi đâu, nó đó, tối hôm qua. Còn nhỏ mà chỉ làm được nhiêu đó thôi. Thì mẹ mới nói gì con, thì nói gì rồi bộ con biết gấu bông này rồi hả? Bộ gì tự nhiên con khóc rồi tối qua cái gì con? Bạn không, kiểu như là bạn không có trả lời được mà bạn chỉ nói thôi con không chơi đâu mẹ, chỉ trả cho người ta đi, mẹ dục đi, con không có chơi đâu, Cái leo lên xe ngồi sau lưng ba, ôm ba mà vừa ôm ba vừa khóc chở đi học. Bà mẹ bà đứng bà gãi đầu, nói gì trời, nhỏ thằng này nó bị gì trời. Tự nhiên mua gấu bông cho nó không chơi, nó khóc ngon lành. À, thì đương nhiên không có dục. Trời ơi, con gấu bông bây giờ cao 50cm chắc ra ngoài chợ mọi người mua 100-200 ngàn có một con mà ngày xưa nó mắc. Ngày xưa là phải nhà cũng có điều kiện lắm, thương con dữ lắm mới dám mua con gấu bông bự cỡ đó nha mọi người nha, 2000 nha. Thì mẹ bà bắt đầu bà cất bà chân trong tủ á. À, trong cái tủ kiến như vậy đó. Tới chiều hôm đó bắt đầu là bạn mới về. À thì khi bạn về bạn thấy gấu bông nằm ở trong tủ một cái là bạn muốn té đá quần. Vừa về mở cửa thấy gấu bông nằm trong tủ là muốn xỉu luôn đó. Khóc nữa. Mà lần này không khóc như buổi sáng mà khóc kiểu như là khóc vừa nức nở thôi. Mẹ mới quạo mới nói cái gì vậy? Bây giờ thì thôi bây giờ mày không chơi thôi. Tiền của tao nhịn ăn nhịn uống tao mua mày gấu bông bự cà bá lửa rồi mày không chơi thôi, để trong tủ tao chưng. Làm cái gì mà không có chơi thôi, làm gì khóc. À, ngay lúc này bạn mới tức tưởi thì bạn mới kể. Lúc này mới kể được đó. Dạ mà kể không phải là kể suôn sẻ đâu. Cái dạ mẹ ơi tối hôm qua con nằm ngủ bay qua thấy gấu bông ngồi trên mái mai giờ con nhìn con ghê quá, con sợ con có ôm mai nọ. À là chỉ kể được chiêu đó thôi. À thì khi mẹ nghe thì cũng vô lý, nhưng mà thôi con mà nó kể vậy rồi đó, dục cũng không dục nha, cũng không bỏ luôn nha mọi người nha, tại vì uổng tiền đó. Mới mở cái tủ ra mới đem xuống cái kho đó, cái kho dưới mới quăng đại dưới thôi để kiếm người cho, để đợi ví dụ như sinh nhật cháu chắc chút chít của mình này nọ dòng họ mình á thì thay mình khỏi tốn tiền mua quà sinh nhật đúng không, mình gói con gấu bông này mình tặng luôn là nó VIP là nó sang rồi, là kiểu như vậy để dành ở trong đó chứ không có dục. À rồi thì bắt đầu là con gấu bông nó để sau này bà nói là cho ai mà không nhớ, mà cái lúc cho bạn mừng lắm nha. Cái lúc mà là người nhà tới sinh nhật sinh nhẽo gì đem gấu bông ra cho bạn, nói là trời ơi bạn mừng hết lớn. Ngày xưa con nít mà được tặng đồ chơi của mình cho người khác là mình khóc như một dòng sông luôn, mà bây giờ ha được tặng đồ chơi là mừng hết lớn luôn, là như vậy đó mọi người. À rồi sau cái thời điểm đó, cái lúc này mẹ bắt đầu là có một cái bà thầy. Cái bà thầy không biết bà từ đâu đó, bà mới về bà ở căn nhà đối diện. Bà về sau khi mà cái vụ gấu bông với cái vụ mà bạn thấy ma. Đó, thì cái lúc mà bà về như vậy thấy người ta tới coi bói này nọ đồ cũng tấp nập ha. Thì mẹ của bà cũng giống như là mình phụ nữ mà thường phải coi bói, cũng chạy qua coi. Thì khi mà coi về một cái nha, tự nhiên mới vừa qua bà thầy đó coi xong về tới chiều hôm đó là bàn bán nhà đâu khoảng cỡ độ 1-2 tuần lễ sau đó là mua ngay cái căn nhà kế bên bạn ở tới giờ luôn đó. Lúc đó bạn không biết gì hết trơn đó, hầu như là mẹ không có kể cho tới sau này lớn lên khi mà bạn mười mấy tuổi đó, bạn ở bên căn nhà số 2 thì mẹ mới kể lại là cái hôm đó khi mà qua coi thầy như vậy, thì cái người thầy đó đó, người ta mới nói là cái căn nhà của cô á là nhiều vong lắm nha. Tôi thấy là nhiều vong, tôi không biết là trước đó thì cái chỗ này, cái miếng đất của cô thì bệnh viện chứ không phải, tại vì miếng đất đó cũng nhỏ quá, sao mà làm bệnh viện chạm xá gì được. Nhưng mà tôi không hiểu sao tôi đứng bên đây, tôi về đây tôi dòm, lâu lâu tôi dòm quá tôi thấy nó đi tới đi lui trong nhà nhiều lắm đó. Rồi ở nhà là có ai gặp ma gặp cỏ gì chưa? Thì mẹ bà cũng ngồi bà suy nghĩ bà nhớ nói ừ tôi với chồng tôi với ông bà nội bà ngoại của mấy đứa nhỏ cũng chưa có gặp gì, ở cũng bình thường, chỉ có cái là hay lục đục. Chứ đúng thiệt á là cũng hay hao tài tốn của vợ chồng hay cười. À rồi đúng rồi, thằng Ken, con tôi thằng Ken hôm bữa đó tôi về là nó la ma một lần, mà tôi trời ơi đó giờ tôi đâu nghĩ ma cỏ gì, tôi cũng ôm tôi tưởng nó nhõng nhẽo, với lại cũng cách đó thì cách đây tôi cũng mua gấu bông về mà nó nói sao nửa đêm gấu bông nó bò lên trên cái mái mai nó ngồi, tôi nghe nó cũng không có được có lý đâu, tại vì tôi thấy là tới sáng nha tôi bưng gấu bông ra nó còn nằm trong bọc, mà cái bọc cột cứng ngắc mà làm sao gấu bông nào nó có chân mà nó bò ra, nó biết tháo được cái bọc mà nó bò lên lên cái mái mai xong nó bò ngược vô lại rồi nó tự nó cột dây nút được, thành ra tôi cũng không có tin đó. Nó, trời ơi vậy đó là ma quỷ, cái người thầy bói người ta nói, cái người thầy pháp người ta nói,
ma quỷ đó họ đã muốn chọc rồi, là họ làm bằng đủ mọi cách hết trơn. Thôi bây giờ tôi nói vậy đó, bây giờ cúng kiến thì tôi chỉ cho cúng kiến nha, nhưng mà tôi nói rồi đó, cúng cũng chưa chắc đâu nha. Cúng á, ví dụ như một hai dông đó, một dông á cúng người ta ăn không sao, nhưng mà nhiều dông á thì cúng dông này ăn dông kia không chịu, dông muốn ăn món này dông muốn ăn món kia, dông là nam dông là nữ, muốn cái này muốn cái kia tùm lum hết trơn đó. Thành ra tôi nói là cúng cho lấy lệ, là cúng được một hai dông chứ còn 5-10 dông cũng không được đó. Tôi nói vậy thôi, còn nếu không á thì thôi thì bán nhà lại cho người ta đi, ở căn nhà kế bên cũng được nữa. À, người ta ở căn nhà nào là người ta chỉ ở căn nhà đó thôi chứ người ta không có đi. À, rồi mẹ về, bắt đầu khi mà mẹ về mẹ bàn với ba như vậy, bắt đầu là ba cũng để ý là bạn cái thời điểm đó đó nghe, là bạn Ken bạn nói là bạn bị ốm o, bệnh tật, cái bệnh thì cũng không phải là nằm liệt giường, mà ba cái ho hen rồi sổ mũi đồ bậy bạ con nít đó, mà nó bị hoài, từng nào cũng bị hết trơn, từng nào lên cũng thăm bác sĩ rồi cho kẹo ngậm, mà nó là đi liền xì bóc, một tháng đi 4-5 lần như vậy. Đó rồi cộng thêm bạn gặp ma hôm bữa này nọ nữa thì mới quyết định là cũng trùng hợp thôi, cái này là trùng hợp thiệt nè, là nhà kế bên cũng kêu bán, cũng là một ô, cũng là một cái mảnh đất như vậy, cũng y chang nhau thôi. À là cũng bán cũng bằng giá thôi, vậy bán căn này bù qua căn kia thôi, tính tới tính lui chắc bù không có nhiêu tiền. Thời điểm đó chắc năm 2000 chắc bù mình nói là tính bằng vàng thì khoảng cỡ mấy chỉ vàng hay là cây vàng kiểu như vậy thôi, là có căn nhà bên đây rồi. Đó là cả nhà quyết định là không cúng kiến gì luôn. Dời qua căn nhà kế bên cách nhau mà nó là hai cái vách tường cặp bên như vậy thôi. Mà khi qua bên đây ngang trong vòng 2-3 tháng thôi, bạn đó lúc đó bạn còn vẫn còn nằm trong chòm chèm 6-7 tuổi đó, mập lên thấy rõ, ăn uống này nọ đồ vui vẻ, mập lên thấy rõ. Và bạn kiểu như là bạn nói là lúc đó tự nhiên thấy khỏe khoắn lắm kìa, không có lên gặp bác sĩ để mà ngậm kẹo nữa. Ngày xưa con nít nó chỉ nghĩ gặp bác sĩ để cho kẹo ăn thôi, chứ còn ba cái thuốc này nó không biết. Đó là như vậy, và cho khi bạn ở cho tới bây giờ luôn là không còn gặp cái gì nữa luôn. Nhưng còn về cái mảnh đất đó, công ty, cái mảnh đất đó cho tới bây giờ là không còn cất nhà nữa, chỉ là có lúc thì xây lên làm kho, có lúc xây lên làm công ty này nọ đó, và đi ra đi vô biết bao nhiêu mà nói. Từ năm 2000 cho tới bây giờ 21 năm trời rồi mọi người, và cũng không có dưới mười mấy người đâu nha, có người vô vài tháng, có người vô 1-2 năm là cứ đi rồi đi rồi, có lúc thì sửa tới sửa lui, đập xây sửa tới sửa lui, có mảnh đất đó làm tới làm lui. Nếu mà tính cái tiền mà đập xây sửa tới sửa lui muốn va muốn lại nó chắc mấy chục tỷ trong cái mảnh đất đó nhỏ xíu đó thôi. À là nó biết nó linh thiêng mà nó ghê gớm cỡ nào, mà nó ngộ một cái như vậy nè, nhà mình cặp vách kế bên im ru, căn nhà mới của bạn là im ru, không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra hết trơn. À rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Một cái câu chuyện lần đầu tiên mình kể về một cái búp bê ma thì mình không nói rồi, đó là con búp bê thì mình đã kể nhiều rồi, nhưng mà một cái con gấu bông mà lại bị một cái vong hồn người ta nhập vô để mà người ta chọc phá như vậy đó ha mọi người ha. À nó khá là ghê. Rồi đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là ở cái đó là cái một cái câu chuyện của một bạn tên là Ken đã gửi về cái Zalo mọi người ha, khá là ghê. À, rồi bây giờ đó mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì trước khi qua câu chuyện thứ ba, cho mình quảng cáo cái ngang, hôm nay quảng cáo hơi trễ nè, thưa mua giùm ha mọi người ha. Hôm nay tiếp tục mình quảng cáo đó chính là cái món lạp xưởng ha mọi người ha. Lạp xưởng này là cái lạp xưởng mình bán cũng rất là lâu rồi, mình chỉ quảng cáo những bạn mới, những người cũ nào mà mua mà coi trong tủ mình ăn sắp hết đó thì muốn mua nữa thì mua tiếp nha. Mình khá là chắc chắn về cái vấn đề những người nào mà có thói quen ăn lạp xưởng nha, mà đã từng mà sai lầm mà mua cái lạp xưởng của mình rồi đó nghe, là đảm bảo không bao giờ mua được cái chỗ khác. Nó sai lầm ở cái chỗ là không có được thử những cái chỗ khác, tại vì cái này nó ngon quá rồi. Chỉ ăn đúng có một chỗ của Vũ Mập thôi là mình ở trong tay của mình có biết bao nhiêu cái người khách mối luôn á. À kiểu như lạp xưởng cứ tới, ví dụ như là cứ tới khoảng cỡ 2-3 tuần ăn hết là đặt tiếp. Không phải là mua về là ăn cái một ăn hết đâu. Lạp xưởng là cái giống như là một cái lương khô, một cái món ăn để mà dự trữ. Trời ơi, cái dịp mà vừa rồi mặc dù đó là cả nước cũng điêu đứng, nhưng mà lạp xưởng mình bán được lắm. Mà mình không có vui vẻ gì đâu, mình biết á. Mình lúc đó mình còn free ship này nọ nữa, những người nào mua nhiều mình còn free ship. Họ mua để mà họ để dành ở trong nhà để mà họ ăn từ từ mọi người. À, thì một bịch lạp xưởng như thế này nè, giống như ví dụ như bịch này để mình đếm là 2, 4, 6,
8, 10, khoảng 12 cây. 12 cây lạp xưởng là nửa ký một hũ như thế này nha mọi người nha. 12 cây thì mình nghĩ là một cái gia đình nhỏ chắc ăn cũng phải là 1-2 tuần gì mới hết. Đâu phải ngày nào cũng ăn. Mua về để dành như vậy lâu lâu đem ra chiên sơ sơ cái là ăn với cơm, bắt cơm cực kỳ. Và đây cũng là cái lạp xưởng đủ tiêu chuẩn để mình làm ra những cái bánh trung thu. Đợt vừa rồi mình bán cho mình á, làm bánh trung thu lạp xưởng là phải đúng chuẩn nha. Phải có vệ sinh an toàn thực phẩm đàng hoàng thì mới bán được cho mọi người. À là đó, mọi người cứ yên tâm về cái lạp xưởng này. Thì cái giá của nó hình như mình nhớ là 165.000 cho nửa ký thôi. À, thì cũng đã có mặt ở trên Shopee và cũng đã có mặt trong trang web ăn vặt Vũ Mập của mình luôn. Rồi thì mọi người mua hàng giúp mình, nhưng mà cái này mình lưu ý cái là mọi người ha. Những người nào mà hiện tại bây giờ là mà ở ở tỉnh á, ví dụ như đặt hàng bên mình mà kiểu như mình không có giao được hay mình nhắn tin này nọ rồi, thì mọi người thử qua bên Shopee đi. Vào trong Shopee kiếm ăn vặt Vũ Mập hay là chuyện ma Vũ Mập gì đó, mua những sản phẩm bên đó thì mình nghĩ là bên Shopee họ là một cái thương hiệu họ lớn mà, một cái trang thương mại điện tử lớn nè, thành ra là họ có thể là chắc là giao hàng cho mọi người nó dễ hơn. Còn mình thì mình kiếm shipper bên ngoài thì nó cũng hơi khó chút xíu. À, nhưng những bạn ở Sài Gòn cứ yên tâm, muốn mua cái cách mà nó truyền thống, muốn giao mà nhanh nhanh chút xíu á thì qua bên ăn vặt Vũ Mập.com mua thì mình giao nó sẽ nhanh hơn chút xíu hơn mọi người ha. Đó có nghĩa là sao? Shopee á thì họ giao cũng không biết là nhanh hơn mình hay không, mình không biết, nhưng mà họ giao được nhiều hơn, họ giao được nhiều khu vực ở Việt Nam hơn. Nhưng mà còn mình thì mình chỉ giao được ở Sài Gòn thôi, nhưng mà giao là cực kỳ lẹ. Bên ăn vặt Vũ Mập nha. Thì mọi người lựa chọn ai ở đâu thì mua bên đó ha. Ăn vặt Vũ Mập và ở đây mình để nè, ăn vặt Vũ Mập và Shopee. Đó thì hai cái đó mọi người muốn mua đâu cũng được. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nhớ mua nha, nhớ mua để dành ăn, nhậu cũng bén lắm. Cái này mà chiên lên nè. À, 2-3 cây thôi, nhậu sắc sắc nhỏ nhỏ ra nhậu là bao luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ 3 của ngày hôm nay ha. Cái câu chuyện này á, là do một chị có cái tên là Thủy Tiên Lâm. Chị này chị Lâm Thủy Tiên ha, trùng họ với mình ha. À, chị Lâm Thủy Tiên, chị đã gửi về cái Zalo cho mình. À, thì chị có kể là lúc đó thì cái năm mà chị biết cái câu chuyện này là năm đó chị 10 tuổi. Và cũng rất là lâu rồi, chị này chị lớn tuổi, mình nghĩ là chắc cũng phải 30-40. À, thì năm chị 10 tuổi có nghĩa là trước những năm 2000 rồi. Thời điểm đó đó là ở trong xóm của chị đó, bụi tre thì nó nhiều lắm. À, bụi tre rồi bụi bình bát này nó nhiều, nhưng mà đặc biệt có một cái bụi tre nó rất là bự, nó bự như một căn nhà vậy đó. Chỉ nói là bự hơn căn nhà bình thường mình không nói nha, nhà mà kiểu như là dân dụng mình ở không nói, nhưng mà nó bự gấp 2-3 lần căn nhà. Nó không biết là tre đó nó mọc một cái bụi rất là lớn luôn. À, và chỉ nói là thường xuyên nó là bị ma giấu ở trong đó, tới cái nỗi nó ngang ở trong xóm mà người ta thấy có người, ví dụ như là con em cũng bằng tuổi chị Tiên thời điểm đó nè, mà đi chơi về trễ không có, kiếm không thấy nè, thôi khỏi đi kiếm đâu xa, chạy ra bụi tre là thấy. À, và rất là nhiều lần như vậy là chị không có chứng kiến. Chị lâu lâu mình đi học này nọ, mình đi ăn sáng thì nghe người kia chỗ tối hôm qua bà Bảy mới bị giấu chổng, rồi bà Chín mới bị giấu chổng, rồi ông Mười bị giấu chổng này nọ, ngậm bụng đất sét trong họng, kiểu như ma giấu bụi tre ngậm đất sét thì nó quen thuộc quá rồi. À, thì chỉ nghe là nghe như vậy thôi chứ không có chứng kiến. Nhưng mà cho tới cái thời điểm đó, ở trong nhà có một cái người, chị Tiên chỉ phải gọi bằng cô. Cái người cô Út đó, năm nay, cái năm đó ngang là khoảng cỡ 20 mấy tuổi. Có nghĩa là tới thời điểm bây giờ là cũng phải là U60 rồi. À, thì thời điểm đó là bắt đầu là do là gia đình mà. Tối hôm đó phát hiện ra là cô Út này là cổ không có ở nhà. Cổ đâu mất tiêu, trong khi là cổ là không bao giờ mà cổ đi chơi khuya mà liên khuya lơ khuya lắc như vậy hết trơn đó. Cả nhà biết rồi, bắt đầu là mới hê nhau ra. Thì lúc đó là do là người nhà, đâm ra là chị Tiên này mới có cơ hội để mà đi theo, để mà nhiều chuyện mọi người ha. Thì khi mà đi theo tới cái bụi tre đó, chị nói là trời ơi, chị nhìn mặc dù là không có thấy ma thấy cỏ gì hết mà chị rất là sợ. Bởi vì chị nói tre mà nó đang vô nhau mà cả bụi bụi như vậy, 4-5 bụi nó chùm vô một bụi bự như vậy á, là nó mình gọi là nó khích chịch ha. Mình nói ví dụ mình thọt cái tay vô này nọ rồi mà nó còn khó đó nghe. Mà chị Tiên chị đứng ở đó mà chị dòm, chị nheo nheo mắt chị dòm vô trong giữa bụi tre đó. Là cái bà cô Út của mình đó nghe, ở trong đó mà đang nằm giống như bị nằm kiểu như là sải lải như mà nằm kiểu này nè, mà tre nó kẹp với vô tay, kiểu như là nó đang với nhau, nó kẹp vô tay như vậy mà nằm, nhưng mà cái đầu thì ngẩng lên mà con mắt trợn trợn như vậy nè, người thì giật như vậy mà cái họng á một bụm đất luôn, nó rất là kinh khủng. Trời ơi, chị Tiên chỉ gặp mà chị ám ảnh nha. Rồi ở đây bắt đầu là mới hê nhau, bắt đầu là mới chặt, à mới cầm cây mà chặt cây nào là trước khi chặt là khấn nha.
đó, một cái cây tre đó nó chặt lẹ dữ lắm mọi người. Cầm mấy cây rựa, trời ơi, cây rựa nhà nông mình dưới quê nó nói là nó bén cỡ nào. Cây tre cầm bút một cái bạc một cái thì chắc là một cái, hai cái là nó đứt rồi. Thành ra rất là lẹ, nhưng mà cái thời điểm đó để mà lấy cái người của Út đó ra rất là lâu, phải cỡ một tiếng đồng hồ. Tại sao vậy? Tại vì trước khi mà chặt một cây là đứng niệm dạ, dạ con xin lỗi rồi con vô, con đem gái con ra. Đó là nói như vậy xong mới cầm cây tre chặt cái bụp cái, bỏ ginh cây tre đó ra xong rồi khấn nữa. Mỗi một cây là khấn một lần. Chứ mình không có phải là mình đứng mình khấn tập thể cái bắt đầu muốn chặt nhiêu chặt, không có. Không hiểu lý do tại sao mà cứ chặt một cây là khấn lần, chặt cây khấn lần, đâm ra nó mới lâu. Phải cả tiếng đồng hồ đó ngang lôi cái người cốt đó ra ngang, tay chân bầm tím hết. Không phải là bị ma đánh ma đập với chân mà bị ke bị che nó chạy mọi người. Tại vì cái đêm hôm đó gió thổi đó, mọi người tưởng tượng gió thổi là nguyên cái bụi tre khổng lồ mà nó cứ xào xạc như vậy nè. Mà cái người cô Út đó nằm ở giữa cái bụi tre thì tre nó đang qua đang lại, nó cứ có két nó dặn dặn vô cái tai như vậy nè. Mình nói nó ngang, trời ơi chưa có vào mà gãy xương này nọ đồ là hên lắm đó. Đêm đó là tay chân bầm rang hết trơn luôn mà con mắt là không thấy tròng đen đâu luôn rồi. Mắt trận trận trắng như vậy nè, mà cái họng á thì giống như mình điện tả, mọi người nhìn mình một họng đất như vậy. Ở đây nha, lấy cái muỗng nha, lấy cái muỗng, cái tô này nọ đồ cạo cạo ra một cái tô mà tô ăn cơm của mình, cái tô mà vừa vừa vậy nè, đầy nhóc cái tô sình ở trong đó luôn. Xong rồi bắt đầu là chặt cái mùn thớt. À, những người nào ở dưới quê chắc là biết cái mùn thớt, dân Sài Gòn chắc mình nghĩ ít ai biết ha. À, cái mùn thớt mà xả xả trên cái mùn mùn như vậy là bắt đầu là cạo cạo ra, bắt đầu là cho uống vô để ói đó. Cái đó là cái màu ói lắm, tại vì nó ghê quá mà. À, uống vô một cái bắt đầu ói ra, mà khi mà ói ra là đen kịnh, sình đất không luôn nha, bắt đầu là ẩm mà kia về. Ẩm về như vậy nha, gần một tháng trời sau mới đi ra đường được. Bệnh tật này nọ đồ nha, ở đây là người ngộm được đó, là ngày nào cũng thấy có người ra ngoài bụi tre đó là khấn rồi xin lỗi rồi tùm lum tùm la hết. Còn á, những cái cây mà chặt được rồi sao? Thứ nhất là mình nói như vậy nè, khoan đã, mình nói như vậy nè. Tại sao cái bụi tre ghê như vậy đó, không chặt cho nó hết đi? Đã từng có người chặt rồi đó chứ. Chặt rồi xong rồi cũng đau bệnh, rồi cũng này nọ, rồi cũng qua đời đồ này nọ nha. Rồi cũng vài ba tháng mọc lên nữa à. Vài bằng tre Việt Nam mình là một cái loài mà mình gọi là thực vật mà nó rất là hay ha. Mọc chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng có, và mọc dại tùm như vậy, không có cách nào mà trị được. Những người nào mà có con cái, nhà người ta bị giấu chổng nhiều khi nóng máu mọi người. Như con mình mà bị ma giấu, mình nói là mình kiêng nể ma thật, mình kể chuyện tâm linh thật, nhưng mà lỡ như gia đình mình mà có bị như vậy thì mình cũng thật sự là mình cũng có một phần mình tức ở trong lòng đó chứ không phải có đâu. Đó thì những người mà người ta không có kìm được, người ta cầm dao cầm rựa mướn bỏ tiền ra mướn người này người kia chặt banh cái bụi tre đó cho tao, bao nhiêu tiền nó cũng chả dám đụng đến con tao hả, kiểu như vậy đó. Rồi những người chặt nha, cái người mà bỏ tiền hay là cái người bỏ công gì cũng vậy hết, cũng bệnh tật, cũng la liệt một cái là cũng hết rồi, chặt tre hết rồi đó, mấy tháng sau nó mọc lại y nguyên như vậy, vậy thôi. À, thì bắt đầu mới tiếp theo cái câu chuyện mà cái người cốt như vậy đó ha. Thì khi mà đem ra rồi, chặt rồi đó nha, nó chặt rồi cũng chặt đâu cũng phải là mười mấy cây mới đem được cái cơ thể ra mà. Đó, mấy ngày, phải là cả một tháng sau thôi là nó lại tiếp tục nó tùm. Những cái chỗ mà chặt rồi đó nha mọi người nha, cũng bứng này nọ lên mà cũng ngay cái chỗ nó cũng mọc lên nữa. Cái bụi tre này không phải là bụi tre ma không đâu, bụi tre quỷ luôn chứ còn ma cái gì nữa mọi người. À, rồi, đó là cái mẫu chuyện đầu tiên nói về cái mà ma giấu trong cái bụi tre đó. Mọi người nghe nhiều rồi đúng không? Nghe nó hơi nhàm rồi ha mọi người ha. Nhưng cái câu chuyện này nó còn có phần sau nữa. Cái phần sau là cái phần sau này khoảng cỡ mấy năm sau. Mấy năm sau thời điểm đó bắt đầu là dân tứ xứ này nọ người ta về, bắt đầu là từ một cái nông thôn bình yên này, dân dã, nhà lá sập xệ đó, thì tới bây giờ thành một cái thị trấn đã có nhà tường, đã có bưu điện, đã có tất cả mọi thứ rồi. À, thì khi mà về như vậy, mọi người đã từng nghe cái câu gọi là dương thịnh âm suy. À, có nghĩa là cái dương khí là người mình nè, người sống mình là dương khí nè. Về ở nhiều như vậy, ngày xưa le que có khoảng có vài chục trăm, hai trăm hộ, bây giờ 1-2 ngàn hộ, cái dương khí nó tăng gấp 10 lần, nó tăng gấp 20 lần. Thì cái âm khí bắt buộc, những cái vong hồn mà yếu nó bắt buộc là họ phải rời đi khỏi chỗ đó. Và họ đã rời đi khỏi một cái bụi tre đó như vậy. Cái lúc đó người ta mới bứng được cái bụi tre. Những cái người mới về người ta không có biết câu chuyện, người ta bứng một cái cách nó hững hờ, không có bàn cúng bàn kiến gì hết trơn mà bứng được nha. Bứng một cái là yên lành cành đào, không có chuyện gì xảy ra cả. Thì người dân người ta nói thôi, chắc là vong họ hết ngự ở trỏng rồi, chặt cái bụi tre đó. Nhưng không mọi người,
Hồi nãy mình có nói tới khúc mà dông họ ra khỏi bụi tre đó, chắc cái lúc đó mình sai, mình nói nhầm đó mọi người. Bởi vì khi mà chặt hết bụi tre đó, những cái người mà người ta chặt không bị gì cả, thì ở đó mới xây lên một cái căn nhà cũng tương đối rộng để làm gì? Để làm một cái trường mẫu giáo. Thì khi mà xây dựng lên cái trường mẫu giáo như vậy, những cái vong hồn đó họ quay về hay là họ vẫn còn ở đó từ trước tới giờ thì không biết nha. Nhưng mà tự nhiên cái trường mẫu giáo đó lại có ma. Những cái câu chuyện kể từ trong cái trường mẫu giáo đó kể ra là những cái người lao công. Những cái người lao công họ kể. À, trong đây đó, cái thời điểm đó đó thì do là cũng ở dưới quê mà người ta gửi vô con em, gửi vô trong đó tầm khoảng mình nói là cả 100 đứa trẻ là dữ lắm rồi. Nhiều khi không tới đứa, mấy chục đứa thôi, dân kiểu như là người ta đi ruộng rồi nọ, rồi có nhà trẻ người ta mừng. Ta gửi vô chổng để đi ra đi ruộng cho nó dễ, chứ cũng không có phải là học hành gì cả. Thành ra về lao công như vậy đó là chỉ có đúng một người lao công thôi. Cái người lao công đó người ta kể như thế này nè. Lúc trước đó tôi tới đó là tôi cũng hay tới sớm lắm. Tại vì nhà trường kêu tôi là phải khoảng cỡ 4 giờ rưỡi có mặt. Tôi lao dọn có mình tôi mà nguyên cái trường học trà bá lửa mà trẻ con nít mà nó chơi giỡn rồi nó chét sình này nọ, nó dơ bẩn dữ lắm. Thành ra là một mình cô này cũng phải dọn khoảng cỡ 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ đó, cho tới khi mà khoảng cỡ 5 giờ 45, 6 giờ đó, người nhà này nọ phụ huynh tới gửi con em nó sạch sẽ cho con em vô người ta ở. Thì thời gian đầu đó ngang là bà dọn được. Nhưng mà thời gian sau đó ngang là bà không có dọn được nữa. Bởi vì bà nói thế này nè. Cái trường mẫu giáo nó dạng như nó hình chữ U. Mọi người diễn, mọi người tưởng tượng nha. Thì cái chữ U nó có 3 cạnh đúng không? Một cạnh, cạnh 1, cạnh 2, cạnh 3 ha. Bà dọn ở cạnh 1 sạch bóng. Bà qua cạnh 2 bà dọn sạch bóng. Bà qua cạnh 3 bà dọn sạch bóng. Bà quay về cạnh 1 để mà bà cất những cái cây chổi. Bà quay về đây hiện trạng y như ban đầu. Không có phải là bà dọn xong rồi có người quậy tiếp. Không phải như vậy, mọi người nghe mình nói kỹ nè. Nếu mà ví dụ như là bà dọn cái chỗ đó rồi đi, thì cái người ta quậy tiếp đi thì những cái dấu vết nó phải khác. Nhưng cái này không phải. Bà để ý nha, cái lần đầu tiên bà gặp là bà cũng đã sợ rồi. Mà cái lần thứ hai, thứ ba bà đi có nghĩa là gì nè. Bà dọn, ví dụ như đồ chơi con nít mà nó quăng tứ tung như cái xe lửa nằm ở đó. Mà nó ví dụ như cái xe lửa đi, cái xe lửa với cái xe ben nằm đó đi. Bà dọn, bà cất lên trên kệ nha. Đó là ngoài ra còn những thứ linh tinh tùm lum tùm la, như mình chỉ lấy ví dụ là xe lửa và cái con búp bê thôi ha. Bà qua cho các bà dọn hết, bà quay về. Bắt đầu là cũng tùm lum tùm la nữa. Nhưng cái chiếc xe lửa nó vẫn còn nằm đó đó. Cái con búp bê nó vẫn còn nằm đó đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hiện trạng nó quay về ban đầu. Chứ nó không phải là mình dọn xong có người quậy là con búp bê nó phải nằm chỗ khác chứ. Còn cái chiếc xe lửa nó phải nằm chỗ khác, chứ nằm dưới sàn nhà nó quăng tứ tung này nọ đâu. Nhưng không, nó quay về cái hiện trạng giống như là bả chưa từng dọn. Và nó không sai dù chỉ một chi tiết. Nó ghê là ghê ở chỗ đó, nó tâm linh, nó huyền bí là cái chỗ đó. Bà bị 3 lần, 3 4 lần gì đó, bà không nhớ, mà bà nói là bị bao nhiêu đó thôi là đủ rồi. Có nghĩa là người ta không có chọc phá đơn giản, nếu mà người ta quậy đơn giản thôi mình cúng mình kiến cũng được, không sao hết trơn. Còn quậy kiểu này là họ cố tình họ làm như vậy rồi, kiểu như là nếu mình cố chấp nữa là không có được. Thành ra đó là bà mới quyết định như vậy, bà vẫn còn làm ở trong đó chứ bà không có đi đâu, bà vẫn còn làm ở trong đó thôi. Mà bà quyết định là bà sẽ tới trễ, có nghĩa là ở đây khoảng cỡ 5 giờ nọ rồi con em được phụ huynh đưa rước về ha. Tới khoảng cỡ tầm 6 giờ, thì 7 giờ bà tới. Bà tới buổi tối, 7 giờ bà tới, bà dọn cho nó sạch đâu ra đó đàng hoàng, tới 8 giờ bà đi về. Thì sáng hôm sau là y nguyên, không có gì xảy ra hết, có nghĩa là bây giờ thay vì dọn buổi sáng, thì bà chỉ dọn buổi tối thì mới được thôi. Nhưng mà dọn buổi tối như vậy, mặc dù là buổi sáng ngày hôm sau không có còn quậy gì nữa nha, nhưng mà lâu lâu bà dọn bà nghe đó, kêu tên hoài luôn hả, đang dọn dẹp cái nghe kêu tên bà, đây bà tên là Loan, nó đang dọn cái kêu cô Loan, chị Loan, bà Loan này nọ, được cứ kêu danh xưng, cứ kêu tới như vậy đó, mà quay qua giờ nguyên trường học từ phụ huynh con em tới giáo viên nọ về hết trơn rồi. Nó đưa lại chùm chìa khóa cho bà dọn xong rồi bà cũng cầm chìa khóa bà đi về, rồi hôm sau người ta có chìa khóa khác người ta mở nha. Đó là như vậy đó. Vậy mà bà nói là bà bị cứ kêu tên hoài như vậy luôn đó. Rồi, thì đó là một cái trường hợp như vậy thôi nha. Còn cái trường hợp thứ hai đó là cái gì? Con em mà đưa vô đây đó, bệnh tật suốt mọi người.
bệnh tật, rồi bắt đầu là không ăn không uống, rồi bị tiêu chảy đồ này nọ rất là nhiều. Nên thành ra đó, cái ngôi trường này khi mà xây lên là chỉ trụ được tầm khoảng cỡ không tới một năm. Theo như chị Tiên chỉ nhớ là tầm khoảng được ở 10 tháng hay sao, nó không tới một năm đâu là bắt đầu là kiểu như bị phá sản luôn, do là phụ huynh không có gửi em nữa. Trời ơi, gửi con cái mình vô ở nhà mình đút nó ăn, mình chửi cha mắng mẹ nó không chịu ăn. Mình nghĩ là mình đưa vô đây mấy bà giáo viên mầm non này nọ đồ, bạn bè vui vẻ rồi hù dọa nó này nọ đồ nó ăn. Mà vô trong đây cuối cùng biết nó ăn hay không, mà về nó còn ốm hơn lúc chưa gửi nữa là làm sao. Rồi về đây nó bệnh nó tật, rồi tính khí nó quạo quọ này nọ, nó nhõng nhẽo tùm lum tùm la. Vậy thôi gửi làm gì? Mình gửi vô mình còn mong cho con em mình nó tốt, mà bây giờ gửi vô đem cái thành phẩm trả về còn xấu hơn lúc chưa gửi nữa. Vậy thôi gửi làm gì? Đó thì bắt đầu là từ một người bắt đầu cũng truyền từ từ là nguyên một cái làng, nguyên một cái xóm, nguyên cái thị trấn đó. Không có ai thèm gửi trên. Rồi bắt đầu khi mà những người mà người ta kinh doanh, người ta thấy như vậy rồi, người ta mới thành lập một cái trường khác. À, cũng là nằm trong thị trấn đó luôn, thì ở đây bắt đầu là dân chúng đem qua đây gửi, con gửi được chừng gửi vô đây chiều trở về, gửi đây chiều trở về đâu vài tháng mập mạp lên, vui vẻ lên, hăng say muốn đi học hơn. Thì đương nhiên cái ngôi trường kia kết cục cuối cùng là gì? Là chỉ bỏ hoang thôi, biết sao giờ. Đó, thì cho tới bây giờ đó là sao? Ngày xưa nó là có một cái bụi tre tùm ma quỷ quái bị ma giấu, tới bây giờ không còn bụi tre nữa, còn một cái nhà trẻ cũng bị bỏ hoang thành một cái ngôi nhà trẻ bỏ hoang như vậy. Và cũng có rất nhiều trường hợp bị ma giấu bên trong cái nhà trẻ này luôn. Có nghĩa là sao? Cũng vậy đó, cũng là chiều tối về không thấy đâu, cũng đi vòng vòng kiếm, mà đâu phải ngày xưa đâu, đâu phải là đất ruộng này nọ rồi sông ngồi như ngày xưa, bây giờ thị trấn này nọ rồi. Nhưng bây giờ nó đi đâu được, bây giờ đi vòng vòng hồi đâu thử lại chỗ cái nhà trẻ bỏ hoang kiếm coi. Đi vô đó thấy rõ ràng là bị nhốt ở trong đó như vậy đó. Đang nằm xỉu ở trong đó không biết lý do tại sao. Nên mình nói á, nó quay lại cái vị trí đầu, chỉ có khác cái là gì? Bây giờ là nhà trẻ, ngày xưa là bụi tre thôi. Nhưng mà những cái vong hồn họ vẫn còn ở trong đó. Và những cái hiện tượng bị giấu nó vẫn còn ở trong đó luôn. Nó không có đi đâu hết trơn, nó chỉ khác cái vẻ bề ngoài là bụi tre và nhà trẻ thôi. Không khác cái những cái chuyện mà mai giấu gì cũng không khác luôn ha. Nhưng đó là những cái câu chuyện nó tồn tại trước những năm 2000, năm 2000, sau này những năm 2000, đầu những năm 2000 thôi. Nhưng mà cho tới thời điểm bây giờ nè, chị Tiên lâu lâu chị đi về quê thì nó hết rồi. Cái miếng đất đó không có còn là nhà trẻ nữa, đã xây trợ bây giờ mà. Vật đổi sao dời mình nhìn không ra đâu. Hình như là chỉ nhớ không lầm là nó làm cây xăng hay nó làm cái gì đó chị không nhớ. Nhưng mà những hiện tượng ma cỏ đó, những người mà biết tới đó nha, là cũng chạc chạc tuổi chị đó, là bây giờ là cũng phải là ba mấy rồi, 40 rồi. Còn những người phụ huynh của con em ngày xưa là bây giờ là cũng là 60, 60 mấy hết trơn rồi. Và những hiện tượng ma cỏ nó cũng đã chìm vào quên lãng luôn rồi. Đôi khi ngồi kể ra đó ngang mà con cháu nó còn cười vô mặt. Đó là làm gì có chuyện đó, làm sao một cái thị trấn như vậy mà 20-30 năm trước là bụi tre, là bị ma giấu rồi, xong rồi mẫu giáo ma giấu. Tụi nó không có hề biết là ngày xưa trên mảnh đất đó từng có những cái mẫu chuyện nó kinh dị và kinh thiên động địa. À rồi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn ha mọi người ha. Một cái câu chuyện nó rất là hay ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe những câu chuyện ma này ha mọi người ha. Nếu thấy hay nhớ là chia sẻ giúp mình. Mọi người phải chia sẻ ra, những người khác người ta có chuyện ma, người ta vô tình người ta nghe được mình, người ta cảm thấy hợp gu, mình không có dám nói mình kể hay gì hết trơn đó, mà có thể là người ta thấy mình là kể có duyên, kể hợp gu, kể lâu lâu chọc chọc chơi cho mọi người đỡ stress một ngày làm việc. Nhiều khi người ta thấy thích như vậy thì người ta lại gửi những cái câu chuyện ma của người ta về. Và trong cái tương lai thì mọi người lại chính mọi người nghe được những câu chuyện ma do mọi người chia sẻ ra mà có. Đó cũng là một cái vòng quay của quả báo mọi người, gieo nhân nào gặp quả đó. Bây giờ chia sẻ chuyện ma, sau này có chuyện ma nghe dài dài luôn. Đó, còn những người nào đó ngang mà muốn ăn những đồ ăn mà thật sự gọi là chất lượng đồ này nọ đồ ha, muốn ủng hộ Vũ Mập một phần nào đó để mà tả sữa bé bơ, rồi nhiều khi lâu lâu đi ăn uống được đó, mua giúp mình ha. Là lạp xưởng, hôm nay là lạp xưởng 165.000 là cho 500g nha, nửa ký. Shopee cũng được, mà ăn vặt vũmập.com cũng được luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.